khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Trong xã hội ngày nay, thành công của một người một phần nhờ vào chuyên môn, phần lớn quyết định bởi nghệ thuật hùng biện. Không ai là không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Chương 9, chốn công sở nhiều thị phi, biết cách ăn nói rất quan trọng. Các mối quan hệ nơi công sở thường rất phức tạp. Chỉ cần bạn không để ý đến thì sẽ lập tức bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp đó. Việc biết cách ăn nói hay không sẽ quyết định bạn có được hoan nghênh ở chốn công sở hay không. Do đó khi nói chuyện ở nơi làm việc, nhất định phải thận trọng, cẩn thận, có như vậy mới không gặp thất bại. Nguyên tắc nói chuyện để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp chốn công sở. Giữa các đồng nghiệp trong công ty, ngày nào cũng xảy ra những chuyện phức tạp, không thế này thì thế khác. Cho dù đóng vai chính trong những câu chuyện đó hay chỉ là người quan sát, bạn vẫn phải cùng sống với những đồng nghiệp đó. Vì vậy, phải nắm vững và tuân thủ một số nguyên tắc khi trò chuyện với đồng nghiệp. Tạo hình tượng đẹp và luôn được đồng nghiệp yêu quý là điều rất quan trọng. Khi tiếp xúc với các đồng nghiệp, bạn cần phải giữ chừng mực. Xã hội hiện đại là xã hội thông tin, con người phải giao tiếp với nhau mới có thể tồn tại. Những người không thích nói chuyện sẽ bị mọi người coi là lập dị, khác người. Theo thời gian, những người này sẽ bị cô lập và khó phát triển sự nghiệp. Còn những người nói nhiều sẽ dễ gây phản cảm cho người khác, khiến cho người khác hiểu nhầm, cho rằng bạn là người hời hợt, không đáng tin. Do đó, nói chuyện phải hợp lý, không nói nhiều, không nói ít có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hữu hảo với đồng nghiệp. Đồng thời, bạn cũng phải nắm vững các nguyên tắc giao tiếp chốn công sở. Khoan dung với mọi người. Tại nơi làm việc, chúng ta thường gặp những chuyện không vui, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Khi gặp những chuyện gây bực tức hoặc có mâu thuẫn, thường không biết cách nhẫn nhịn để cuối cùng đẩy mâu thuẫn lên cao. Có câu nói, nhịn một giờ sóng yên gió lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Khi đồng nghiệp làm ảnh hưởng đến bạn, hoặc giữa các bạn xảy ra mâu thuẫn, tốt nhất nên khoan dung. Ai cũng có lúc làm sai, hãy khoan dung để cả hai bên đều có biển rộng trời cao. Nhẫn nhịn không có nghĩa là bạn yếu đuối, mà điều đó thể hiện sự độ lượng. Vậy làm thế nào để có được tâm thái như vậy? Có rất nhiều cách. Ví dụ, khi gặp những chuyện không vui, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp trước đây. Khi bạn bi quan hoặc nảy sinh tư tưởng tiêu cực, lập tức cố gắng nghĩ tới những chuyện tích cực. Thọ và Tùng là đồng nghiệp, làm cùng một công ty xây dựng, cũng là đôi bạn rất thân. Họ thường cùng xem bóng đá, uống bia, trò chuyện. Một lần, cả hai cùng hợp tác để hoàn thành một công trình. Sau khi công việc kết thúc thuận lợi, Thọ nhận nhiệm vụ mới phải đi công tác, nên để lại việc tổng kết và báo cáo lại cho Tùng. Thật không may bố của Tùng bị ốm, do bận chăm sóc bố, nên Tùng không để ý và đã báo cáo sai một phần việc quan trọng do Thọ phụ trách. Sau khi đưa bản tổng kết cho cấp trên, lãnh đạo lập tức nhìn ngay ra lỗi sai nên tìm hỏi Tùng. Tùng sợ phải chịu trách nhiệm nên đổ lỗi cho Thọ. Do công trình quan trọng nên cấp trên lập tức gọi Thọ về và phê bình anh, yêu cầu anh phải sửa lỗi sai. Thọ bị cấp trên trách oan, hỏi kỹ lại thì mới hiểu ra mọi chuyện, nên lập tức tìm cấp trên để giải thích và xóa bỏ được hiểu nhầm. Tùng sai nên đã làm lỡ công việc của Thọ, mà mối quan hệ giữa hai người lại vốn rất thân thiết. Bởi vậy sau chuyện này, Tùng rất áy náy, anh tìm Thọ để xin lỗi. Thọ cũng hiểu nên đã chủ động nói với Tùng, chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua, đừng để ý nữa. Hai chúng ta vẫn cùng xem bóng đá và hợp tác với nhau. Tùng rất xúc động, từ đó mối quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết hơn. Nếu sau khi biết được sự thật, Thọ trách móc Tùng, thì giữa hai người chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn và không thể thân thiết như trước nữa. Công tư phân minh. Tại chốn công sở, những người trẻ tuổi thường không phân biệt công tư với những người đồng nghiệp thân thiết. Thực tế, cho dù quan hệ cá nhân giữa bạn và đồng nghiệp có tốt đến đâu, bạn cũng tuyệt đối không thể vì tình cảm mà lẫn lộn công tư với nhau. Điều này có thể khiến bạn rơi vào tình trạng rắc rối, nếu làm không tốt còn có thể gây hiểu nhầm. Vì thế bạn nhất định phải giữ nguyên tắc công tư phân minh. Vân là người có mối quan hệ cá nhân rất tốt với quản lý Linh ở bộ phận quảng cáo của công ty. Hai người thường cùng đi dạo phố hoặc đến nhà chơi với nhau vào ngày nghỉ. Một ngày khi đang ở công ty, Linh đến tìm Vân. Vân rất bất ngờ cười và nói, chúng ta không cùng bộ phận, đang giờ làm việc mà cậu đến tìm mình như thế này, cẩn thận lãnh đạo trông thấy. Linh trả lời, bộ phận của tớ cũng có một kế hoạch quảng cáo, hy vọng có thể hợp tác với một công ty. Nhưng tớ không quen ai ở công ty đó, không thể gặp lãnh đạo của họ. Tớ biết cậu có quen với một giám đốc ở công ty này, do đó muốn nhờ cậu giới thiệu, giúp tớ nói vài câu.
sau khi thành công, tớ sẽ không quên ơn cậu. Vân nghe vậy cảm thấy rất khó xử, muốn từ chối nhưng lại sợ Linh không vui. Nhưng cô cũng không muốn lẫn lộn chuyện công tư. Chính vì thế cô nói với Linh, thực ra chuyện này không khó, tớ cũng nghe nói kế hoạch quảng cáo của các cậu rất tốt. Người tớ quen thời gian này đang nghỉ phép, nếu chờ cô ấy về sợ rằng kế hoạch của các cậu sẽ bị bỏ lỡ. Linh nghe vậy đã hiểu ra vấn đề, Vân nói thêm, tớ nghe người bạn đó nói lãnh đạo công ty này rất ổn, cậu có thể trực tiếp đến gặp ông ta. Thực ra người bạn của Vân không hề nghỉ phép, chỉ là cô không muốn giới thiệu. Vân và Linh thuộc cùng một bộ phận, can thiệp vào việc của bộ phận khác, cô sợ cấp trên sẽ không vui. Hơn nữa nếu việc giới thiệu không thành công thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Khi gặp tình huống mang quan hệ cá nhân vào công việc, bạn nhất định phải tuân thủ nguyên tắc công tư phân minh, như vậy sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ với mọi người. Không tranh cãi. Phao tin đồn là chuyện rất hay gặp ở chốn công sở. Đó là nơi luôn có một số người thích ngồi lê đôi mắt. Khi bạn phát hiện một đồng nghiệp thân thiết đi khắp nơi đặt điều nói xấu bạn, bạn sẽ thấy rằng sự thân mật hàng ngày của đối phương hoàn toàn giả tạo. Là người trẻ tuổi, có lẽ bạn rất muốn vạch bộ mặt thật của người đó, thế nhưng phải nhắc nhở, những người trẻ tuổi tuyệt đối không nên làm như vậy. Bởi vì mọi người có quan hệ đồng nghiệp, nếu bạn định tuyệt giao, người chịu thiệt cuối cùng chắc chắn sẽ là bạn. Nếu bạn làm to chuyện, người khác sẽ cho rằng vấn đề xuất phát từ bạn, người nói xấu bạn cũng sẽ có dịp làm tổn thương bạn. Cách này làm không nên. Hơn nữa các bạn còn phải làm việc cùng nhau. Nếu mỗi ngày đều nhìn nhau lạnh nhạt thì sẽ ảnh hưởng tới công việc. Đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới công việc của các đồng nghiệp khác. Khi đó mọi người sẽ quay lưng chỉ trích bạn. Ngoài ra cấp trên chắc chắn không thích chuyện cấp dưới làm ảnh hưởng tới công việc chỉ vì mối quan hệ cá nhân không tốt. Chính vì thế khi gặp chuyện như vậy thì phải bình tĩnh đối diện, tuyệt đối không nên tranh cãi. Ví dụ, tại sao chị lại nói xấu tôi? Chị đúng là kẻ tiểu nhân. Như vậy, sẽ không có lợi cho ai cả. Đối với những chuyện như thế này, chỉ cần lẳng lặng tránh xa người đó là được. Đường xa biết sức ngựa, lâu dài biết lòng người. Theo thời gian, ai đúng ai sai sẽ được người khác tự biết. Cách khiến cho đồng nghiệp thích tranh công phải lùi bước. Xã hội ngày nay cạnh tranh rất khốc liệt. Tại nơi làm việc, lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ làm sao để làm tốt công việc, giành được thành tích để đạt được thăng tiến và tăng thu nhập. Đa số chúng ta đều cố gắng cống hiến với hy vọng thành tích của mình được công nhận. Tuy nhiên, quan hệ con người nơi công sở rất phức tạp. Có một số người lợi dụng sự tin tưởng để lên kế hoạch cướp thành quả lao động của người khác. Những người như vậy được gọi là người tranh công. Khi gặp người như vậy, tốt nhất không nên tranh cãi trực tiếp. Nếu bạn và đối phương tranh cãi, điều này chỉ khiến cấp trên của bạn cảm thấy bạn là người tính toán, nhỏ mọn, thậm chí còn ảnh hưởng không tốt đến bạn. Lúc này bạn phải khéo léo sử dụng kỹ năng ngôn ngữ để đối phương lộ bộ mặt thật của mình, để cấp trên của bạn có thể nhìn nhận ra sự thật. Nhân vật Hoa trong câu chuyện sau đây đã làm tôi rất là nể phục. Một ngày, một thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp nhận việc tại phòng biên tập của một tờ báo nọ. Sau khi tổng biên tập giới thiệu, mọi người đều biết cậu thanh niên là phóng viên Vương Nhuệ mà công ty mới tuyển vào. Theo quy định, phóng viên mới phải thực tập ở phòng biên tập nửa tháng rồi mới được ra ngoài lấy tin. Hoa, phụ trách phòng biên tập, được giao nhiệm vụ chỉ dẫn người mới. Sau vài ngày tiếp xúc, bằng trực giác, Hoa phát hiện Vương Nhuệ không phải là một người mới tốt nghiệp còn lơ ngơ, mà là người có rất nhiều dự tính. Quả nhiên, 2 tuần sau khi thực tập ở phòng biên tập, tổng biên tập tìm Hoa vui vẻ nói với cô, xem ra cậu Vương Nhuệ mới đến rất được việc, đương nhiên cũng nhờ công đào tạo của cô. Mấy ngày qua cậu ấy đã nộp cho tôi đề cương phỏng vấn và những đề tài rất hay. Cứ thế này có thể để cậu ấy bắt tay vào công việc trước thời hạn. Ý cô như thế nào? Hoa nghe lời tổng biên tập nói thì cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì suốt những ngày qua Vương Nhuệ hầu như luôn ở bên cạnh cô. Cô chưa thấy cậu ta gọi điện liên hệ công việc gì cả. Vương Nhuệ cũng chưa bao giờ thảo luận về đề cương phỏng vấn với cô. Sau hồi suy nghĩ, Hoa dường như đã hiểu chuyện. Cô vừa như không có gì và đã nói với biên tập. Đó là nhờ khả năng chọn người của tổng biên tập. Thế nhưng cậu ấy vẫn chưa đưa đề cương kế hoạch nào cho tôi. Ông có thể cho tôi xem qua phương án của cậu ấy để tham khảo hay không? Tổng biên tập đưa đề cương của Vương Nhuệ cho Hoa xem. Đúng như những gì cô phán đoán, thì ra phương án và đề tài Vương Nhuệ nộp cho tổng biên tập đều là nội dung các cuộc điện thoại liên hệ công việc của Hoa. Vương Nhuệ đã ghi lại và coi đó là thành quả của mình, rồi nộp cho tổng biên tập. Nhưng Hoa biết, Vương Nhuệ là người do đích thân tổng biên tập phỏng vấn và tuyển dụng.
không nên nói thẳng với tổng biên tập về hành động của Vương Nhuệ. Hoa vừa xem bản báo cáo của Vương Nhuệ vừa suy nghĩ tìm cách đối sách. Cuối cùng cô nói với tổng biên tập, nếu tổng biên tập đã xin ý kiến của tôi cũng không khách sáo, tôi muốn để Vương Nhuệ ở bên cạnh mình một thời gian nữa. Được, nếu tin tức này một mình tôi sắp xếp cũng không nổi, hãy để cậu ấy giúp tôi, sẽ không quá lâu đâu ạ. Nghe Hoa nói có lý, tổng biên tập liền đồng ý với yêu cầu của cô. Sáng ngày hôm sau, Hoa cố ý giả vờ gọi điện thoại cho cấp dưới để nói về đề tài phỏng vấn. Cô đã cố tình để lộ hai đề tài không hay cho Vương Nhuệ biết. Đến buổi chiều, khi cảm thấy Vương Nhuệ đã giao đề tài đó cho tổng biên tập, cô bèn lấy lý do không rõ phương hướng phỏng vấn để tìm gặp tổng biên tập. Thưa tổng biên tập, sáng nay hai phóng viên gọi điện về báo cáo đề tài phỏng vấn. Tôi chưa rõ hướng phỏng vấn nên muốn xin ý kiến của tổng biên tập. Suy nghĩ lúc đầu của tôi là thế này. Bây giờ tôi thấy nó không hợp lý nên tôi muốn nhờ tổng biên tập cho ý kiến chỉ đạo. Tổng biên tập ngạc nhiên hỏi, sao lại có thể như thế? Hoa, có chuyện gì ạ? Tổng biên tập, không sao, cô nói tiếp đi. Sau vài lần như vậy, cuối cùng tổng biên tập cũng nhìn ra sự thật về Vương Nhuệ và tìm lý do để không nhận cậu nữa. Trong ví dụ này, Hoa rất thông minh. Trước việc Vương Nhuệ lấy thành quả của người khác làm thành quả của mình, cô đã không nói trực tiếp với cấp trên, cũng không trách mắng hay chỉ trích Vương Nhuệ, mà sử dụng cách vô tình để lộ sự thật. Nếu Hoa trực tiếp chất vấn hoặc nói thẳng sự thật với tổng biên tập, có thể gây ra sự xung đột, tranh chấp, thậm chí còn khiến cấp trên không hài lòng. Những chủ đề không nên nói ở chốn công sở. Tại nơi làm việc, mọi người đều có tâm lý cạnh tranh. Do đó, khi trò chuyện, nhất định phải chú ý, không nên nói hết tất cả mọi chuyện, cũng không nên nói bừa. Có câu nói, sự tò mò sẽ hại chết bạn. Để tránh gây rắc rối cho mình, thì nhất định phải biết những gì nên và không nên nói ở chốn công sở. Vấn đề tiền lương, dò hỏi về mức lương của người khác là điều đại kỵ trong mỗi công ty. Bởi vì mức lương của mỗi người là không giống nhau. Cùng việc nhưng không cùng mức lương là chế độ mà rất nhiều ông chủ thường dùng. Nhưng cách này cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng không hợp lý, sẽ rất mâu thuẫn giữa các thành viên trong công ty và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của ông chủ. Đương nhiên, đây là điều mà người lãnh đạo không hề mong muốn. Do đó, lãnh đạo luôn giữ tâm lý đề phòng với những người hay dò hỏi về mức lương của người khác. Có người khi muốn dò hỏi về mức lương của người khác thường tự cố ý để lộ mức lương của mình trước. Ví dụ, lương tháng này của tôi là, tiền thưởng là, còn chị. Nếu lương của người đó cao hơn bạn, người đó sẽ không nói thật và đắc ý trong lòng. Còn nếu thu nhập của người đó không nhiều bằng bạn, trong lòng họ chắc chắn không vui, bề ngoài có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất lại cảm thấy không công bằng. Lúc này bạn nên cẩn thận. Đầu tiên, bản thân bạn không nên tò mò về tiền lương của đồng nghiệp. Còn nếu bạn gặp những đồng nghiệp như vậy, tốt nhất không nên nói và hãy chuẩn bị đối phó với họ. Khi cảm thấy người đó đang hướng câu chuyện sang chủ đề tiền lương, bạn nên sớm dập tắt ý định này của họ bằng cách quy định của công ty. Nếu người đó đã đề cập đến vấn đề tiền lương, hãy trả lời bằng ngôn ngữ hài hước. Xin lỗi, tôi không thể phát biểu gì về vấn đề này. Như vậy, lần sau, người đó sẽ không dám hỏi bạn về vấn đề tiền lương nữa. Mơ ước, không nên nói về ước mơ của bạn ở chốn công sở. Bạn đang đi làm, vậy thì hãy cứ chuyên tâm làm việc đi. Hãy tâm sự về ước mơ trong không gian riêng tư với người thân và bạn bè. Ở công ty không nên lúc nào cũng nói tôi muốn làm ông chủ, tôi muốn có sự nghiệp riêng. Nói như vậy, bạn sẽ bị cấp trên coi là kẻ địch và đồng nghiệp coi là lập dị. Nếu bạn nói nơi làm việc, ở công ty trình độ của tôi ít nhất phải làm phó tổng, hoặc 35 tuổi tôi nhất định có được chức giám đốc bộ phận. Rất có thể bạn đã tự đặt mình vào vị trí đối lập với đồng nghiệp. Bởi lẽ khi bạn nói về mục tiêu của mình ở nơi làm việc, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang công khai khiêu chiến với các đồng nghiệp khác trong công ty. Mỗi người cần học cách nhún nhường một chút, đó là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình. Giá trị của bạn thể hiện ở chỗ bạn làm được bao nhiêu việc. Mặc dù xã hội hiện tại yêu cầu bạn phải thể hiện mình, nhưng phải biết thể hiện đúng lúc. Khi không nên thể hiện thì phải biết nhún nhường. Tất cả những người thành đạt đều là những người biết nhún mình đúng lúc. Cuộc sống riêng tư. Cho dù đang yêu hoặc là đang thất tình, bạn đều phải che giấu cảm xúc của mình đi. Tuyệt đối không mang tâm trạng đến nơi làm việc, càng không được mang câu chuyện riêng tư của bạn vào phòng làm việc. Mặc dù đề tài của bạn rất dễ thu hút mọi người, nhưng đó chỉ là sự vui buồn nhất thời. Khi bạn nói về chuyện riêng của mình, phải biết việc nói ra giống như đã thẳng tay, hất bát nước đi. Bạn sẽ không thể nào lấy lại được nữa. Sau này nếu gặp phải mâu thuẫn gì, chuyện riêng của bạn rất có thể sẽ bị người khác mang ra công kích. Những chủ đề tán gẫu ở nơi làm việc có thể là về thời tiết hoặc những chuyện vô hại. Hãy bảo vệ và không nói về chuyện riêng tư của mình.
cũng không nghe chuyện riêng tư của người khác, càng không nên bàn luận chuyện có gắn bó lâu dài với công ty hay không. Bạn nghĩ rằng người khác sẽ không để ý đến những câu chuyện của bạn, nhưng cuối cùng rất có thể bạn sẽ tự châm lửa đốt mình. Khi lửa đã bén thì việc bỏ chạy sẽ trở nên bị động. Nhất định phải ghi nhớ nguyên tắc, ngồi yên nghĩ về chuyện của mình, không bàn luận chuyện của người khác. Bí mật của người khác. Chúng ta đều rất ghét việc bị người khác khám phá ra bí mật của bản thân. Cuộc sống ngày càng phát sinh nhiều mâu thuẫn do tò mò và tiết lộ bí mật của người khác. Do đó, những người thích tò mò tìm hiểu bí mật của người khác rất dễ khiến mọi người chán ghét. Mọi người đều biết, theo phép lịch sự của người phương Tây, thì hỏi tuổi phụ nữ bị xem là một trong những hành động bất lịch sự. Do đó, người phương Tây có thể vô tư khen ngợi một cô gái, nhưng không bao giờ hỏi tuổi của đối phương. Đây là bí mật không thể tiết lộ. Nếu trong công việc, bạn định nêu vấn đề gì đó với đồng nghiệp, tốt nhất nên suy nghĩ trước, xem vấn đề đó có liên quan gì tới bí mật cá nhân của đối phương hay không. Nếu có thì hãy cố gắng tránh nói đến. Như vậy đối phương không những vui vẻ tiếp nhận bạn mà còn thoải mái trò chuyện và có ấn tượng tốt về bạn. Đây chính là nền tảng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa các đồng nghiệp. Khi tiếp xúc với đồng nghiệp, nên tránh nói những vấn đề sau: tuổi của phụ nữ, tình hình công việc và thu nhập cá nhân, việc gia đình và tài khoản tiết kiệm, tình cảm vợ chồng, tình hình sức khỏe, cuộc sống riêng, những kế hoạch công việc không công khai, những bí mật riêng không muốn người khác biết đến. Không nên khoe khoang. Trong giao tiếp xã hội và trong công việc, chúng ta nên thẳng thắn, thật thà với mọi người, nhưng không thể thành thật một cách vô nguyên tắc mà phải tùy người, tùy việc. Điều gì nên và không nên nói đều cần phải giữ chừng mực. Cho dù bạn mới mua một chiếc xe hay tranh thủ kỳ nghỉ đi du lịch châu Âu thì cũng không cần thiết phải khoe những chuyện đó tại nơi làm việc. Có một số niềm vui càng chia sẻ ít càng tốt. Cảm giác bị người khác đố kỵ không hề dễ chịu, bởi bạn sẽ không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt nhất chuyện gì không nên nói thì không nói. Góp ý với lỗi sai của đồng nghiệp. Trong quá trình làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp, sẽ khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn và những chuyện không vui. Vì vậy, bạn phải đặc biệt chú ý phương thức giao tiếp và kỹ năng ngôn ngữ. Hoài là người đã đi làm nhiều năm, đã trải qua nhiều chuyện và tiếp xúc với đủ loại người. Lẽ ra cô phải là người giàu kinh nghiệm, khéo léo trong giao tiếp chốn công sở. Thế nhưng cô lại là người ruột để ngoài da, không giữ được chuyện gì trong lòng, có gì nói nấy nên rất dễ làm phật lòng người khác. Có đồng nghiệp rót trà bị đổ vào tài liệu, cô lập tức mắng người đó là hậu đậu. Có người hút thuốc trong phòng làm việc, cô liền đuổi người đó ra ngoài. Có người thích nói chuyện điện thoại lâu, cô liền nói với người đó không nên lãng phí tiền của công ty. Hoài làm vậy là có ý tốt, nhưng một lần cô nhắc nhở đồng nghiệp thì giám đốc nhìn thấy và người đồng nghiệp của cô đã bị phạt. Kết quả Hoài đã làm phật lòng không ít đồng nghiệp, mọi người đều không thích cô. Thậm chí đi dã ngoại cùng nhau cũng không rủ cô đi. Một lần Hoài đã phản ánh chuyện này với giám đốc, thật không ngờ giám đốc lại không ủng hộ, khiến cô càng rơi vào thế bị cô lập. Hoài nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, rõ ràng cô nói sự thật, vậy tại sao kết quả lại thành ra như thế này? Lẽ nào làm người phải phớt lờ lỗi sai của người khác hay sao? Những trường hợp giống như Hoài không phải là hiếm gặp trong các công ty, cuộc sống hàng ngày của con người không thể tách rời hoạt động giao tiếp. Nếu không xây dựng được mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, thì việc ngày nào cũng phải gặp mặt thực sự rất khó chịu. Từ câu chuyện trên có thể thấy, đối với một số khuyết điểm của đồng nghiệp, việc nói thật không sai. Thẳng thắn là đức tính tốt đẹp, được nhiều người ủng hộ. Nhưng vấn đề ở chỗ, việc nói thật cũng cần cân nhắc về thời gian, địa điểm, đối tượng và khả năng tiếp thu của đồng nghiệp. Vì thế, có khi nói thẳng, nói thật sẽ gây ra những hậu quả không tốt, không những không như mong đợi, mà còn khiến mọi việc trở nên cực đoan, mang lại rắc rối không đáng có cho bản thân. Vậy làm thế nào để tránh xảy ra những tình trạng này? Khi chúng ta gặp một đồng nghiệp liên tục mắc lỗi sai, khi góp ý với người đó nhất định phải khéo léo và để ý tới cảm nhận của đối phương. Như vậy người đó mới dễ dàng tiếp thu và bạn cũng không bị những rắc rối không cần thiết. Chúng ta cũng có thể tìm một cơ hội hợp lý, ví dụ như khi mọi người cùng ăn cơm hoặc trò chuyện, hãy nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, trao đổi ý kiến, có lẽ làm vậy sẽ khiến đối phương hiểu ra, hoặc cũng có thể dùng cách hài hước thể hiện suy nghĩ của mình, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Khéo léo nói về những vấn đề thường gặp tại chốn công sở. Tại nơi làm việc, ngoài việc phải đặc biệt chú ý những điều vừa nêu ở trên, chúng ta cũng cần phải học và chú ý cách ứng xử đối với những đề tài mang tính đột xuất khi nói chuyện với lãnh đạo. Nếu bạn không chú ý mà nói sai, sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo. Mặc dù những đề tài này đều có liên quan đến công việc, nhưng làm thế nào để diễn đạt nó cho tốt cũng cần kỹ năng. Chỉ có nắm chắc kỹ năng, bạn mới có thể hiện tốt mình trước mặt lãnh đạo.
lời nói thể hiện tinh thần tập thể. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại thông tin, xã hội rất phát triển, không cần chủ nghĩa anh hùng cá nhân nữa. Vì vậy, các công ty ngày càng coi trọng tinh thần hợp tác tập thể, vì lãnh đạo nào cũng hy vọng cấp dưới của họ thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác vui vẻ. Đồng nghiệp của Mơ là Huệ đã đưa ra một kế hoạch phát triển rất hay trong hội nghị của công ty. Mơ rất ngưỡng mộ, nhưng trong lúc cũng không tránh khỏi những đố kỵ. Tuy nhiên, cô đã ngay lập tức thay đổi suy nghĩ, cho rằng thay vì ghen tị, chi bằng hãy nhân cơ hội này thể hiện mình. Nhân lúc cấp trên đang khen người Huệ, cô không bỏ lỡ thời cơ, bèn nói thêm một câu, ý kiến của Huệ rất hay. Câu nói ấy đã khiến cấp trên cảm thấy Mơ là người đáng tin, do đó đã để cô và Huệ cùng phụ trách thực hiện kế hoạch ấy. Trong xã hội này, ai cũng muốn là người nổi trội. Một cấp dưới không đố kỵ với đồng nghiệp sẽ khiến cấp trên cảm thấy người đó rất tốt bụng, có tinh thần đoàn kết tập thể và sẽ nhìn người đó với ánh mắt coi trọng. Nhẹ nhàng khi thông báo tin xấu. Trong công việc, khi phát hiện công ty xảy ra vấn đề, nếu bạn lập tức đến phòng làm việc của cấp trên và thông báo tin xấu, cho dù việc này không có liên quan trực tiếp đến bạn, thì cũng sẽ khiến cấp trên cảm thấy bạn đang làm quá lên và nghi ngờ năng lực giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn làm không tốt, còn có thể bị trách mắng, phê bình. Khi gặp tình huống này, bạn cần bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, giám đốc, nói giọng có vẻ chúng ta đang gặp khó khăn. Tuyệt đối không nên tỏ ra hoang mang. Không sử dụng các từ như vấn đề, rắc rối. Hãy khiến cấp trên cảm thấy sự việc không phải đã hết cách giải quyết. Hơn nữa, cách dùng từ chúng ta mang lại cảm giác như khẳng định bạn sẽ ủng hộ và hỗ trợ cấp trên giải quyết vấn đề. Thuyết phục đồng nghiệp giúp đỡ trong công việc, cho dù học vấn của bạn cao đến đâu hay thành tích của bạn tốt như thế nào thì cũng không thể cần đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Thời đại ngày nay coi trọng tinh thần hợp tác tập thể. Có một số việc mà chỉ cần cá nhân bạn không thể hoàn thành được. Chúng ta thường gặp nhiều vấn đề và cần sự giúp đỡ của người khác. Do đó, khi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất định phải biết cách nói khéo léo mới có thể khiến người khác vui vẻ hợp tác. Vương nhận được một nhiệm vụ từ cấp trên, nhưng anh không thể hoàn thành một mình mà cần sự giúp đỡ của người khác. Vì thế, anh muốn nhờ Lâm giúp. Bởi Lâm là một cao thủ trong lĩnh vực này, nhưng phải làm sao để mở lời? Cách thứ nhất, Vương nói với Lâm, Lâm ơi, tôi phải làm một việc, nhưng không thể thực hiện một mình, hãy giúp tôi nhé. Lâm tỏ ra khó xử và nói, thời gian này tôi đang rất bận, anh xem người khác có rỗi không? Thử hỏi anh Chương xem sao. Cách thứ hai, Vương nói, anh Lâm, anh rất giỏi trong lĩnh vực này, công việc này cần sự giúp đỡ của anh, tôi không thể hoàn thành nó một mình. Lâm thấy thái độ chân thành của Vương nên đã đồng ý giúp đồng nghiệp hoàn thành công việc. Các cách nói khác nhau mang về những kết quả hoàn toàn không giống nhau. Vì thế, khi nhờ người khác giúp đỡ, nhất định phải chú ý thái độ và ngôn ngữ. Đồng thời, sau khi người khác giúp đỡ xong, tuyệt đối không được quên ơn họ. Nếu không cảm ơn, sẽ khiến người đó cảm thấy bạn đã qua cầu rút ván và lần sau không muốn giúp đỡ bạn nữa. Khéo léo nhận sai. Trong công việc, những người trẻ tuổi mới đi làm, dù ít dù nhiều cũng sẽ mắc lỗi sai. Mắc lỗi đương nhiên phải nhận lỗi, nhưng phải chú ý cách nhận lỗi, bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới suy nghĩ của cấp trên về bạn. Phải dũng cảm thừa nhận lỗi sai của mình, điều này rất quan trọng, bởi việc trốn tránh chỉ khiến bạn trở thành một người vô trách nhiệm, không có khả năng và không đáng được trọng dụng. Tuy nhiên, nhận lỗi không có nghĩa là bạn phải xin lỗi tất cả mọi người. Hãy học cách bình thản thừa nhận lỗi sai và hướng sự chú ý của mọi người sang vấn đề khác. Giảm bớt khối lượng công việc. Do sự cạnh tranh trong xã hội ngày nay ngày càng khốc liệt, nên mỗi người đều phải chịu áp lực công việc rất lớn. Có lúc chúng ta không thể đảm nhận khối lượng công việc khổng lồ, nhưng năng lực và thể lực có hạn, bạn cần phải nêu ý kiến với lãnh đạo, đề nghị giảm bớt khối lượng công việc. Làm thế nào để nói với lãnh đạo giảm bớt lượng việc mà không khiến lãnh đạo cảm thấy bạn đang thoái thác trách nhiệm? Đầu tiên, khi lãnh đạo giao cho bạn một nhiệm vụ mới trong khi bạn vẫn chưa hoàn thành việc đang làm dở, bạn phải nhấn mạnh bạn hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ này, sau đó xin chỉ thị của cấp trên đề ra trật tự ưu tiên cho công việc. Hãy khéo léo để lãnh đạo biết tầm quan trọng của việc bạn đang làm. Một số việc có thể gác lại giải quyết sau hoặc giao cho người khác. Bạn có thể nói như sau, tôi hiểu những việc này rất quan trọng, chúng ta có thể xem xét và ưu tiên cho những việc quan trọng nhất. Nghệ thuật nói chuyện trực tiếp ở chốn công sở nhiều phức tạp. Tại nơi làm việc, mọi người khó tránh khỏi xảy ra va chạm với đồng nghiệp và cấp trên, từ đó hình thành mâu thuẫn và hiểu nhầm về một số vấn đề. Nếu mọi chuyện không được giải quyết thỏa đáng, thì tâm trạng của bạn sẽ bị ảnh hưởng và dễ khiến các mối quan hệ công sở trở nên tồi tệ. Vậy làm thế nào để giải quyết xung đột và có mối quan hệ tốt với mọi người? Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm vững nghệ thuật giao tiếp, nhẹ nhàng xóa bỏ hiểu nhầm.
Trong công việc, chúng ta khó tránh khỏi việc bị người khác hiểu nhầm. Khi bị chỉ trích hoặc bị hiểu nhầm ở nơi làm việc, bạn thường cảm thấy chán nản, bực bội, thậm chí còn thấy áp lực rất lớn, không biết phải đối diện như thế nào. Điều này không có lợi cho công việc và cho chính bản thân của bạn. Chúng ta có thể giải quyết và xóa bỏ hiểu nhầm bằng nghệ thuật ngôn ngữ. Vĩ là nhân viên một công ty liên doanh. Một lần vì công việc nên anh đã bỏ lỡ một hội nghị quan trọng của công ty. Kết quả là bị lãnh đạo hiểu nhầm. Nhưng trước mặt đông người, anh không thể tranh luận bởi điều đó sẽ khiến lãnh đạo bối rối. Vào buổi trưa, đồng nghiệp rủ anh ra ngoài giải tỏa tâm lý. Lúc này, anh bỗng nhìn thấy lãnh đạo đang đi về phía mình. Vĩ đã cố ý nói về tác phẩm đã từng được đọc. Câu chuyện Trần Y Linh, anh nói, nữ nhân vật chính vì giúp đỡ người khác mà làm hỏng việc của mình. Kết quả không được nhận vào trường âm nhạc. Lãnh đạo của Vĩ nghe thấy vậy liền hỏi, anh đang nói mình à? Vĩ nhanh việc đáp, đúng vậy. Mượn chuyện người khác để nói về mình. Sau đó anh đã giải thích lý do bỏ lỡ hội nghị là do phải kéo dài thời gian đàm phán với khách hàng công ty. Lúc này lãnh đạo và các đồng nghiệp đã hiểu rõ lý do của Vĩ và không trách nhầm anh nữa. Tự vệ bằng sự hài hước. Tại nơi làm việc không tồn tại sự cạnh tranh công khai, mà thường có những kẻ tiểu nhân đâm sau lưng. Sự tồn tại của những người này sẽ gây nhiều sóng gió. Một khi bạn mắc lỗi, những kẻ tiểu nhân sẽ nhân cơ hội chuyện bé xé ra to. Lúc này chúng ta phải bình tĩnh, lựa chọn cách thức hợp lý để nhắc nhở hoặc cảnh báo những người đó. Điền là nhân viên thuộc bộ phận quảng cáo của một công ty. Một lần lãnh đạo yêu cầu anh lên phương án kế hoạch quảng cáo. Nhưng rất lâu sau không thấy nhắc đến nữa. Anh cho rằng lãnh đạo không cần nên không giữ bản báo cáo cẩn thận. Không ngờ đến một ngày lãnh đạo đột nhiên yêu cầu Điền nộp bản kế hoạch. Anh không thể nhớ đã để ở đâu, bèn nói đại là để ở nhà. Sau đó tranh thủ thời gian làm bản báo cáo khác ứng phó. Trong công ty có Trường, do đố kỵ với tài năng của Điền nên sau khi biết được bí mật này đã lập tức mách với cấp trên, khiến cấp trên phê bình Điền. Tại sao anh lại giấu chuyện không tìm thấy bản báo cáo? May mà Điền giữ được bình tĩnh, khéo léo thừa nhận lỗi sai với lãnh đạo. Sau chuyện này, anh biết chính Trường là người đã chơi xấu mình, anh hài hước nói. Xem ra tốc độ làm báo cáo mới của tôi vẫn không nhanh bằng đôi tay của lãnh đạo. Đôi tay của lãnh đạo chính là ám chỉ Trường. Thực tế cùng ám chỉ, anh biết là ai? Là người đã tiết lộ bí mật, đây chính là một lời cảnh báo dành cho đối phương. Trong công việc, khi chúng ta có xung đột lợi ích hoặc xung đột các vấn đề khác với đồng nghiệp, hãy cố gắng không tranh cãi để tránh tình hình thêm căng thẳng. Còn khi gặp tình huống có người chơi xấu sau lưng, cần phải sử dụng kỹ năng ngôn ngữ hài hước để nhắc nhở đối phương. Điều này có hiệu quả hơn việc nói trực tiếp, ít nhất là tránh không để mọi việc thêm căng thẳng và tránh gây ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ. Xin lỗi khi vô ý mạo phạm. Trong công việc, sau khi chúng ta vô ý mạo phạm ai đó để tháo gỡ mâu thuẫn và dẹp bỏ không khí căng thẳng, không gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ tại nơi làm việc. Tốt nhất là chúng ta phải lựa chọn cách chủ động, chân thành để nhận lỗi. Nếu không sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Do không chú ý đến lời nói, nên Đại đã vô tình mạo phạm đến đồng nghiệp là chị Lê, khiến đối phương rất bực tức. Vì việc đó mà Đại cũng rất là bức bối. Lúc này anh ý thức được nếu chỉ thuận miệng xin lỗi bình thường thì sẽ không thể hiện được thành ý. Vì thế, Đại đã chân thành nói, xin lỗi chị, là tại tôi đã không chú ý nên nói bừa. Tôi thật sự rất xin lỗi, tôi đảm bảo từ giờ sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Mong chị giơ cao đánh khẽ, không chấp kẻ tiểu nhân. Những lời xin lỗi thật lòng này đã khiến chị Lê bình tĩnh lại và bỏ qua cho Đại. Sở dĩ lời xin lỗi của Đại phát huy tác dụng là do anh đã biết cách điều chỉnh ngôn ngữ, thiết nghĩ nếu anh chỉ thuận miệng nói một tiếng xin lỗi thông thường, chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả. Đối phương sẽ không dễ dàng thông cảm cho anh như thế và quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tự trách để cứu vãn các mối quan hệ, có câu nói, hãy tha thứ cho người xứng đáng. Nếu chúng ta bị tổn hại vì lỗi của đồng nghiệp, chỉ cần điều này không vi phạm nguyên tắc lợi ích, thì cách tốt nhất là giải quyết bằng thái độ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Trong một lần viết báo cáo thống kê, Vũ đã nghe nhầm số liệu của đồng nghiệp May, mặc dù khi đó cô có chút chột dạ, nhưng do mâu thuẫn nhỏ với May trước đó nên cô đã không hỏi kỹ lại. Khi cấp trên phát hiện ra điều này và hỏi lại, Vũ đã khẳng định đó chính là số liệu do May báo cáo. Trong khi đó, May đương nhiên không nhận mình sai. Sau sự việc, Vũ bình tĩnh lại và suy nghĩ, ý thức được mình đã mang tình cảm cá nhân vào công việc. Chẳng trách lãnh đạo đã phê bình cô. Ngày hôm sau, cô bèn tìm cấp trên và giải thích về nguyên nhân lỗi sai, đồng thời chủ động chịu trách nhiệm. Kết quả không những được cấp trên lượng thứ, mà mối quan hệ giữa cô và May cũng được cải thiện. Im lặng thể hiện sự bất mãn. Mặc dù công ty không phải là một vùng đất rộng lớn gì cho cam, nhưng chuyện rắc rối thì không ít. Có lúc bản thân rõ ràng làm việc tốt nhưng lại không được người khác thừa nhận.
nhất là khi muốn thể hiện bản thân không được đối xử công bằng. Vậy phải làm sao để nói ra điều đó? Sự lựa chọn tốt nhất lúc này là nhẹ nhàng, bình tĩnh chứ không nên làm to chuyện. Bình là công chức của một cơ quan. Để thể hiện mình khi mới đến, anh luôn tới văn phòng sớm hơn 20 phút, làm công việc quét dọn vệ sinh. Trong khi hai người khác cũng là những người mới nhưng lại không làm như vậy. Thời gian trôi qua, mọi người đã quen với điều này và coi đó là chuyện bình thường. Thậm chí còn cố ý dùng những lời nói không tốt đẹp, cho rằng Bình muốn thể hiện mình, muốn lấy lòng lãnh đạo. Cứ như vậy, dần dần Bình cảm thấy không công bằng. Vậy anh phải làm sao để thể hiện sự bất mãn? Vài ngày đó, Bình cố ý không đến sớm nữa. Đúng 8 rưỡi anh mới tới cơ quan, lúc đầu mọi người cũng không để ý. Sau 3 ngày, tất cả mới nhận ra phòng làm việc rất bẩn. Đến ngày thứ 5, cuối cùng cũng có người đề nghị phân lịch trực nhật. Rõ ràng sự im lặng của Bình đã có tác dụng. Anh không cần phải nói gì nhưng vẫn tự giải thoát cho mình. Cũng không cần phải làm gì ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong cơ quan. Tóm lại, để tồn tại trong môi trường phức tạp của chốn công sở nhiều thị phi, muốn không bị thất bại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, chúng ta phải nắm vững các kỹ năng ứng xử. Những kỹ năng này yêu cầu mỗi người phải không ngừng tích lũy để nâng cao bản thân. Chương 10. Khéo ăn nói trong nghệ thuật bán hàng. Thời đại kinh tế, thương trường chính là chiến trường. Điều bạn cần có là trí tuệ, năng lực và phong độ. Tất nhiên cần cả tài ăn nói khéo léo. Ví dụ như trong ngành nghề đang được ưa chuộng hiện nay là tiếp thị, bán hàng. Có rất nhiều người tham gia, tất nhiên trong số đó có người thành công, có người thất bại. Cùng hoạt động trong một lĩnh vực bận rộn như nhau, nhưng tại sao kết quả của mỗi người lại không giống nhau? Đó chính là tác dụng của tài ăn nói. Điều này quyết định thành tích của một nhân viên bán hàng. Nó cũng đồng thời là vũ khí thành công của mỗi người. Xây dựng mối quan hệ nhờ tài ăn nói. Trong xã hội ngày nay, giao tiếp xã hội là điều mà ai cũng phải đối mặt, nhất là những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội. Ngày nào cũng phải giao tiếp với rất nhiều người. Sử dụng ngôn ngữ khéo léo, thân thiện chính là cách quan trọng để xóa bỏ tâm lý đề phòng của đối phương và rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Còn đối với những người làm công việc tiếp thị bán hàng, ngoài việc sử dụng sự đặc sắc của sản phẩm để thu hút khách hàng, điều quan trọng nhất là phải dùng ngôn ngữ thuyết phục khách hàng. Chỉ có cách nắm vững tâm lý khách hàng, vận dụng ngôn ngữ khéo léo để khiến khách hàng cảm thấy bạn đang nghĩ cho họ thì họ mới vui vẻ giao tiếp với bạn. Vì thế, những người trẻ tuổi phải nắm được kỹ năng khiến cho mỗi câu nói ra đều có sức thuyết phục. Giao tiếp thân thiện để tiếp cận mục tiêu. Khi giao tiếp với khách hàng, ngôn ngữ phải thân thiện. Chỉ có cách khiến khách hàng cảm thấy bạn đứng về phía họ thì bạn mới có thể hiểu được nhu cầu của đối phương, hiểu tâm lý đối phương và kịp thời dự đoán phản ứng của họ. Lúc này bạn có thể khéo léo tiếp cận mục tiêu, từng bước đạt mục đích cuối cùng là có thể giao tiếp với khách hàng. Một khách hàng đi tới khu đồ chơi, cầm chiếc máy bay điều khiển lên từ xa và ngắm nghía. Xin chào, con chị mấy tuổi rồi? Nhân viên bán hàng lễ phép thăm dò thông tin. 12 tuổi. Câu trả lời của khách hàng khiến người nhân viên bán hàng rất vui. Sau khi có được thông tin, cô đã xác định được cách thực hiện mục tiêu nên lập tức tiếp lời. 12 tuổi, đây chính là độ tuổi để chơi loại máy bay này. Cô vừa nói vừa bật công tắc món đồ chơi, cầm điều khiển lên và cho khách hàng thấy cách nó hoạt động. Cô cũng đồng thời giới thiệu về chức năng của món đồ chơi. Chơi loại máy bay này, con chị có thể rèn luyện ý thức lãnh đạo từ nhỏ. Chỉ vài phút sau khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm, quả nhiên khách hàng đã nêu ra thông tin mới. Bao nhiêu tiền? 280.000 đồng. Đắt quá, cửa hàng có thể giảm giá cho chị còn 250.000 đồng ạ. Sau đó, người nhân viên bán hàng nhanh nhẹn lấy hai quả pin mới lắp vào cho chị và nói, tặng chị thêm hai cục pin nữa. Và vừa nói thì cô vừa để hộp máy bay cùng với hai quả pin vào túi và đưa cho khách hàng. Cuộc giao tiếp này được thực hiện trong thời gian rất ngắn nhưng mang lại kết quả tốt đẹp. Nhân viên bán hàng đã biết cách khai thác đề tài về tác dụng của sản phẩm và việc bảo đảm chất lượng để thu hút khách hàng. Hành động nhanh nhẹn cùng ngôn ngữ thân thiện đã khiến khách hàng cảm thấy cô đã nghĩ cho họ. Như vậy cô đã thực hiện được mục tiêu của mình. Chừa đường lui cho cả hai phía. Là một nhân viên bán hàng, bị khách hàng từ chối là chuyện rất bình thường. Không chỉ vậy, một số thương vụ lớn còn bắt đầu từ chính sự từ chối. Muốn trở thành một nhân viên bán hàng ưu tú, bạn không thể rút lui trong thời điểm quan trọng này. Hãy vận dụng khả năng ngôn ngữ của bạn để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Cách làm chính xác là nên vui vẻ chấp nhận sự từ chối của đối phương. Khi khách hàng từ chối, họ thường hay nói, để tôi suy nghĩ thêm. Lúc này là một nhân viên bán hàng giỏi. Bạn nên nắm bắt và lợi dụng câu nói, để tôi suy nghĩ thêm. Hãy phát huy năng lực, nỗ lực đạt được thành công trong việc bán hàng. Khi gặp khách hàng nêu lý do là phải suy nghĩ thêm, một nhân viên bán hàng ưu tú sẽ dùng ngôn ngữ thân thiện và nói, tôi rất vui khi nghe anh nói phải suy nghĩ thêm.
anh vẫn rất có hứng thú với sản phẩm của chúng tôi. Anh xem, sản phẩm này rất có ích cho cuộc sống của anh. Có thể do tôi nói chưa rõ nên anh chưa thể quyết định mua sản phẩm mà còn phải suy nghĩ thêm. Vậy hãy để tôi nói chi tiết hơn để giúp anh cân nhắc. Anh muốn tìm người bàn bạc thêm đúng không? Tôi hiểu ý anh. Anh muốn mua, nhưng mặt khác anh cũng để ý tới suy nghĩ của người khác. Không muốn bị người khác cho rằng mình lựa chọn sai. Thực tế nếu anh không muốn mua, anh sẽ không cần mất thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Như vậy bạn sẽ loại bỏ được lý do để tôi suy nghĩ thêm. Hãy sử dụng cách nói thân thiện trên lập trường của khách hàng để thuyết phục người đó. Đừng nghĩ tới việc họ từ chối. Như vậy không những có thể củng cố tâm lý muốn mua hàng của đối phương, mà còn có thể tạo đường quay lại cho cả hai bên. Khi khách hàng nói để tôi suy nghĩ thêm, nếu bạn trực tiếp bày tỏ được thôi và anh cứ suy nghĩ đi rồi nói tiếp, như vậy chắc chắn bạn sẽ thất bại. Mở đầu thuận lợi, nắm bắt tâm lý khách hàng. Bán hàng chính là dùng tài ăn nói của bạn thuyết phục người khác mua sản phẩm. Trở thành một người bán hàng giỏi không phải là chuyện dễ. Muốn tiếp cận mục tiêu của khách hàng, những câu nói đầu tiên của nhân viên bán hàng chính là điều quan trọng nhất. Nó có liên quan trực tiếp tới sự thành bại của việc bán hàng. Đầu xuôi đuôi lọt, muốn thành công, bạn phải tạo ra không khí giao tiếp thoải mái, cố gắng hiểu đối phương, tìm cách đi vào thế giới nội tâm của họ. Đây chính là điểm khó trong việc bán hàng. Vì thế, sự mở đầu tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi bạn phải biểu đạt nội dung bằng ngôn ngữ ngắn gọn nhưng xúc tích. Một người bán hàng chuyên nghiệp luôn chuẩn bị trước cho mọi sự mở đầu để đạt được kết quả thành công. Khi khách hàng hỏi bạn tại sao tôi phải từ bỏ suy nghĩ của mình và nghe theo 100% lời giới thiệu sản phẩm từ bạn, lúc này bạn chỉ có 30 giây để trả lời và phải nói làm sao để khách hàng vừa ý và thu hút sự chú ý của họ. Khéo léo dùng lợi ích để thu hút khách hàng. Hầu như tất cả các đơn vị và cá nhân khi mua sản phẩm nào đó, điều đầu tiên họ nghĩ là họ sẽ có được lợi gì. Do đó, dùng lợi ích thu hút đối phương rất dễ đạt hiệu quả. Cách tiếp cận lợi ích phù hợp với tâm lý mua của khách hàng. Hãy trực tiếp nói với khách hàng rằng họ sẽ có lợi ích kinh tế và lợi ích thực tế gì khi mua sản phẩm để khiến họ có hứng thú và cuộc mua bán diễn ra thuận lợi. Nếu bạn bán máy vi tính, bạn không nên hỏi khách hàng có hứng thú mua một cái máy tính hoặc họ có cần một cái máy tính hay không. Bạn nên hỏi anh có muốn biết cách nào tốt nhất để mỗi tháng công ty anh tiết kiệm được 50.000 đồng hay không? Câu hỏi loại này sẽ dễ thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhưng khi sử dụng cách này, nhân viên bán hàng phải tỏ ra cầu thị, đáng tin tưởng, không nên khoa trương những điều vô lý để lừa gạt khách hàng. Vận dụng ngôn ngữ khéo léo đúng thời điểm. Khéo léo vận dụng ngôn ngữ là bảo bối thành công của nhân viên bán hàng. Khi bạn gặp một khách hàng đang tỏ ra do dự, không biết có nên mua sản phẩm hay không, bạn hãy sử dụng một số kỹ năng ngôn ngữ để khách hàng hiểu rõ việc mua sản phẩm là cần thiết. Một nhân viên bán bảo hiểm khi gặp khách hàng đang do dự, chưa quyết định mua sản phẩm, bèn nói, chị định trả bao nhiêu tiền cho 5 ký gỗ? Nếu chị ngồi trên một con tàu đang chìm, chị sẽ trả bao nhiêu tiền để thoát khỏi nó? Câu nói gây tò mò này đã khiến khách hàng coi trọng việc mua bảo hiểm và củng cố quyết tâm sẽ mua. Nhân viên bán bảo hiểm đã hiểu rõ và vận dụng khéo léo kỹ năng ngôn ngữ, mạo muội đưa ra một tình huống thực tế để thu hút sự chú ý của khách hàng và mở đầu thành công cho cuộc mua bán. Tự giới thiệu rõ ràng về bản thân. Tự giới thiệu cũng là một cách để nhân viên bán hàng tiếp cận khách hàng. Tự giới thiệu về mình chủ yếu bằng cách giới thiệu miệng, đưa thẻ nhân viên hoặc danh thiếp. Tác dụng của việc tự giới thiệu là để khách hàng biết và tin tưởng nhân viên bán hàng, từ đó tạo ra bầu không khí thoải mái cho cuộc giao tiếp. Mặc dù cách này không thể khiến khách hàng có những hứng thú với sản phẩm, nhưng nó là điều không thể thiếu khi lần đầu tiếp xúc với khách hàng. Nhắc đến người thứ ba có tầm ảnh hưởng, hãy nói với khách hàng của bạn rằng người thân của khách hàng giới thiệu bạn đến tìm họ. Đây là một chiến thuật, bởi vì vuốt mặt phải để mũi. Vì thế, đại đa số khách hàng đều rất khách sáo với những nhân viên bán hàng do người thân, bạn bè giới thiệu. Cách mượn danh người khác để giới thiệu về mình, mặc dù rất hữu dụng, nhưng nhất định phải chắc chắn. Người thật, việc thật, không được lừa gạt. Nếu không, một khi bị lộ, kết quả sẽ rất tồi tệ. Để có được lòng tin của khách hàng, tốt nhất nên đưa danh thiếp hoặc thư đề cử của người giới thiệu, dùng sản phẩm thu hút khách hàng. Đây là cách nhân viên bán hàng trực tiếp tiếp thị sản phẩm để tạo sự hứng thú và thu hút của khách hàng. Ưu điểm lớn nhất của cách này là để sản phẩm tự giới thiệu về mình, để khách hàng bị thu hút bằng cách tự cảm nhận sản phẩm, nêu tên người hoặc công ty nổi tiếng. Hầu hết mọi người khi sử dụng sản phẩm mới, dù ít dù nhiều, đều chịu ảnh hưởng của người khác. Nhân viên bán hàng nếu nắm được tâm lý này, lợi dụng hiệu ứng tên người nổi tiếng, hiệu ứng ngôi sao sẽ tạo ra hiệu quả tốt đẹp.
nên nhắc tới tên hoặc là công ty nổi tiếng nào đó để có thể làm tăng trọng lượng lời nói, đặc biệt đối với người hoặc công ty mà khách hàng đã quen thuộc hoặc thích hoặc thần tượng, kết quả chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn thế nữa. Cách tiếp cận bằng câu hỏi. Khi mở đầu cuộc giao tiếp, tất cả các câu hỏi phải liên quan tới hứng thú của khách hàng, từ đó dẫn họ vào hoạt động tiếp thị của bạn. Khi vận dụng cách tiếp cận vấn đề, những câu hỏi nêu ra nên là vấn đề mà đối phương quan tâm. Câu hỏi phải rõ ràng, cụ thể, không thể chung chung mơ hồ. Nếu không sẽ khó đạt mục tiêu tiếp cận. Một nữ nhân viên bán hàng của một công ty phát hành tại Mỹ luôn tiếp cận khách hàng bằng cách nêu câu hỏi với thái độ ung dung, bình thản. Nếu tôi đưa cho bạn một cuốn sách, bạn mở ra và phát hiện nội dung sách rất thú vị, vậy bạn có đọc không? Nếu sau khi đọc, bạn thích cuốn sách này, bạn có mua hay không? Nếu bạn không phát hiện thấy có gì thú vị, bạn có thể cất sách vào tủ và gửi lại cho chúng tôi được không? Cách mở đầu của nhân viên bán hàng này rất đơn giản, đó là lý do khiến khách hàng không thể nói không. Sau này, ba câu hỏi đó được toàn bộ nhân viên bán hàng của công ty sử dụng và trở thành phương thức tiêu chuẩn tiếp cận khách hàng. Cách tiếp cận từ sự tò mò. Đây là cách lợi dụng tâm lý tò mò của khách hàng để đạt mục tiêu tiếp cận. Khi đối mặt khách hàng, nhân viên bán hàng có thể khéo léo khơi dậy sự tò mò, tạo ra sự hứng thú và thu hút chú ý. Sau đó hãy chuyển chủ đề sang sản phẩm tiếp thị. Bạn có biết một năm chỉ cần tiêu bao nhiêu tiền là có thể phòng chống hỏa hoạn và khắc phục hậu quả của hỏa hoạn hay không? Đây là câu hỏi nhân viên công ty bảo hiểm hỏi khách hàng. Đối phương không thể trả lời ngay và thể hiện thái độ muốn biết cụ thể. Nhân viên khách hàng nói thêm một câu, bạn có muốn tìm hiểu về chế độ bảo hiểm của công ty chúng tôi hay không? Chúng tôi cung cấp hơn 20 loại bảo hiểm khác nhau. Tâm lý học hiện đại đã chứng minh sự tò mò của con người về cơ bản thường giống nhau. Nhiều hành động của mọi người bắt nguồn từ nguyên nhân là sự tò mò. Cách tiếp cận từ sự tò mò là lợi dụng tâm lý tò mò của người khác để khiến đối phương chú ý tới sản phẩm và cuộc trao đổi mua bán diễn ra thuận lợi. Là nhân viên bán hàng, bạn nên đứng trên lập trường khách hàng để tự hỏi mình tại sao họ nên nghe bạn, tại sao họ nên chú ý đến bạn. Hãy nhớ chỉ có 30 giây để mở đầu. Lời mở đầu hay sẽ khiến khách hàng phản ứng tích cực. Sau khi bạn mở đầu trong 30 giây, kết quả tốt nhất là làm sao để khách hàng hỏi bạn rằng sản phẩm của bạn là gì. Khi khách hàng hỏi bạn sản phẩm có tác dụng gì, điều đó chứng tỏ đối phương đã có hứng thú với sản phẩm của bạn. Nếu sau 30 giây mở đầu mà khách hàng không có hứng thú gì, vẫn nói là không có thời gian hoặc không có hứng thú thì điều đó chứng tỏ 30 giây mở đầu của bạn không có tác dụng. Bạn phải lập tức thay đổi phương pháp tiếp cận ngay. Việc mở đầu cuộc giao tiếp rất quan trọng với các nhân viên bán hàng. Sự mở đầu thuận lợi có thể thu hút khách hàng, mang lại cơ hội thành công, làm cho khách hàng có hứng thú lắng nghe, thì việc tiếp thị của bạn đã thành công một nửa. Và đây cũng là điểm mấu chốt quyết định sự thành bại trong cuộc mua bán. Nắm được sở thích và hứng thú của khách hàng. Khi bắt đầu tiếp thị, những nhân viên bán hàng có kinh nghiệm luôn mở đầu bằng những điều khiến khách hàng cảm thấy hứng thú để họ vào vấn đề chính. Bởi khách hàng rất thích thảo luận và nói về những điều họ quen thuộc và có hứng. Ví dụ đối phương thích quay phim, bạn có thể lấy đó làm chủ đề, nói về kỹ thuật quay, ưu điểm của các loại máy quay, nghệ thuật quay. Nếu bạn hiểu về lĩnh vực này, đương nhiên bạn sẽ nói tốt. Còn nếu bạn không hiểu lắm về việc quay phim, thì đây cũng là một cơ hội cho bạn học hỏi, lắng nghe, nêu câu hỏi và mở mang kiến thức. Khi tiếp thị, các nhân viên bán hàng đều phải đối diện với những người lạ và phải cố gắng biến họ thành đối tượng giao tiếp. Người bán hàng phải chọn đề tài hợp lý, rút ngắn khoảng cách với khách hàng để từng bước được chấp nhận. Sau đó mới chuyển dần sang chủ đề sản phẩm và bắt đầu giới thiệu về sản phẩm. Đó mới là con đường thành công. Ngược lại, nếu vừa chào hỏi xong đã giới thiệu ngay về sản phẩm của mình, nhấn mạnh liên tục về những điểm tốt, nếu mua sản phẩm thì sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Chính vì thế mà những nhân viên tiếp thị có kinh nghiệm không bao giờ đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu. Có một vận động viên bóng chày nổi tiếng trên sân bóng, anh là một đối thủ đáng gờm trong mắt của một nhân viên bán bảo hiểm. Anh cũng được coi là một đối thủ khó lường bởi vì anh không có hứng thú với chuyện mua bảo hiểm. Rất ghét những nhân viên luôn thao thao bất tuyệt về sản phẩm bảo hiểm của mình. Có một ngày, Mike, nhân viên tiếp thị đến tìm anh. Khác với các nhân viên tiếp thị khác, sau khi gặp gỡ, Mike không những nói những lời chào hỏi khách sáo cũng không tuyên truyền về bảo hiểm mà chỉ đóng vai là một người hâm mộ lắng nghe đối phương nói về bóng chày. Sự lắng nghe của anh, những câu hỏi và bình luận của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vận động viên bóng chày này. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí thân mật vào thời điểm thích hợp. Mai đã đưa ra một câu hỏi quan trọng. Anh đánh giá thế nào về Lily, một cầu thủ cùng đội? Có Lily, tôi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi bởi vì cậu ấy là đàn em nhưng rất giỏi. Nếu phong độ tôi sa sút thì đã có cậu ấy thay thế ngay. Xin phép cho tôi lấy ví dụ. Anh chưa từng nghĩ nếu
So sánh gia đình anh với một đội bóng thì trong nhà anh cũng có một ly. Là ai? Chính là anh. Mai tiếp tục giải thích. Anh nghĩ xem vợ và hai con của anh sở dĩ có thể thoải mái nghỉ ngơi, cuộc sống vô lo, vô nghĩ. Là vì có anh chính là điểm tựa vững chắc, là sự bảo đảm cho hạnh phúc của họ. Do đó, anh chính là Lily. Ý của anh là, xin phép cho tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi cung cấp một số loại bảo hiểm. Nếu anh gặp bất lợi, chúng tôi có thể giúp đỡ anh, vợ và con của anh. Như vậy, anh có thể yên tâm tập trung cho sự nghiệp của mình mà không phải lo nghĩ gì. Vì thế, khía cạnh này, thì chúng tôi cũng chính là Lily. Lúc đó, vận động viên bóng chày mới nhớ tới thân phận của người đang nói chuyện với mình. Anh rất xúc động và quyết định sẽ ký hợp đồng mua bảo hiểm. Trong ví dụ này, Mai đã rất khéo léo lựa chọn nội dung và cách nói chuyện. Anh đã tìm kiếm chủ đề nói về nghề nghiệp, sở thích và gia đình của đối phương, khiến đối phương dễ dàng tiếp nhận mình và rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Anh đã khéo léo mở ra cánh cửa khiến khách hàng chú ý tới sản phẩm bảo hiểm của mình. Thiết nghĩ nếu anh vẫn dùng cách mở đầu thông thường, nhất định sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Kỹ năng ứng phó khi khách hàng có ý kiến phản đối hoặc tỏ ra nghi vấn. Thuận mua vừa bán, trong quá trình bán hàng chúng ta sẽ gặp những khách hàng phản đối sản phẩm hoặc nghi vấn chất lượng sản phẩm. Khi gặp những khách hàng có ý kiến hoặc tỏ ra nghi vấn, nhân viên bán hàng phải khéo léo, vận dụng kỹ năng ngôn ngữ, giải đáp tỉ mỉ thắc mắc của khách hàng. Như vậy mới có thể khiến khách hàng vừa ý và bạn mới có thể bán được sản phẩm. Chăm chú lắng nghe là cách giao tiếp với người khác hiệu quả nhất. Cũng là thể hiện sự tôn trọng với người khác. Khi bán hàng và gặp phải khách hàng có ý kiến phản đối, nhất định phải chú ý lắng nghe xem khách hàng đó phản đối vấn đề gì. Sau đó căn cứ theo tình hình thực tế nêu ra, suy nghĩ để thuyết phục họ. Tuyệt đối không nên ngắt lời người đối diện, như vậy bạn sẽ không nhận được thông tin mình cần. Hãy theo dõi câu chuyện sau đây. Nhân viên tiếp thị, Tổng Giám đốc. Theo quan sát của tôi về quỹ công ty, tôi phát hiện chi phí bảo dưỡng của các ngài đắt hơn so với mức giá của chúng tôi, có đúng vậy không? Khách hàng, tôi cũng cho rằng chúng tôi tính toán chưa kỹ, tôi thừa nhận các anh phục vụ rất tốt, nhưng về mặt điện tử thì các anh vẫn thiếu. Nhân viên tiếp thị, xin lỗi, cho phép tôi nói thêm một câu, nhưng có một điểm tôi phải nói cho rõ, không phải ai cũng là thiên tài. Sửa ô tô theo yêu cầu thì phải có kỹ năng và thiết bị đặc biệt, ví dụ như các dụng cụ chuyên biệt. Khách hàng, đúng thế. Thế nhưng anh đã hiểu sai ý tôi muốn nói. Nhân viên tiếp thị, tôi hiểu ý ông, cho dù thợ của ông có thông minh, nhưng không thể làm việc tốt trong điều kiện không có thiết bị chuyên dụng. Khách hàng, xin chờ một chút, anh X, chỉ chờ tôi một phút thôi, hãy để tôi nói một câu. Nếu anh cho rằng, trong đoạn hội thoại này, nhân viên tiếp thị đã liên tục ngắt lời khách hàng, đây là điều đại kỵ trong việc tiếp thị. Nếu giao tiếp như vậy, việc tiếp thị chắc chắn sẽ không có cơ hội thành công. Hãy để khách hàng nêu ý kiến của họ, cho dù bạn biết câu tiếp theo họ muốn nói gì, thì cũng không nên ngắt lời. Đối với ý kiến hoặc câu hỏi của khách hàng nêu ra, hãy chăm chú lắng nghe và giải đáp khéo léo. Không có khách hàng nào thích một nhân viên tiếp thị tự cho là mình thông minh, trừ phi người nhân viên đó thể hiện sự hứng thú với câu hỏi của khách hàng, nếu không sẽ không bao giờ được khách hàng tin tưởng. Phương pháp phủ định ngược. Khi khách hàng nêu ý kiến hoặc đặt câu hỏi với nhân viên tiếp thị, trước tiên phải khẳng định ý kiến của đối phương, sau đó mới nêu quan điểm của mình. Dùng đúng vậy, nhưng hoặc đúng vậy, tuy nhiên để trả lời, không nghi ngờ gì, nó là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất, bởi so với các phương pháp khác, nó thích hợp với mọi hoàn cảnh và thích hợp với mọi khách hàng. Hầu hết tất cả mọi người đều ghét phải nghe những câu nói như "Nhưng tôi không thấy lời anh nói có lý", "Có lẽ anh nói sai rồi", hoặc "Có lẽ anh thấy vậy nhưng thực tế là thực tế", "Cơ bản không giống như lời anh nói". Hầu hết mọi người đều ghét bị người khác phản đối quan điểm của mình. Thực tế đã chứng minh đa số khách hàng khi nêu ý kiến phản đối đều ít nhất có thành kiến. Suy nghĩ đó có phần phiến diện hoặc nhằm thể hiện bản thân để chứng minh suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Vì thế khi đối mặt với tình huống này, bạn có thể nói, "Chị nói có phần đúng, thường thì là như vậy". Tuy nhiên trường hợp này có chút đặc biệt, bạn cũng có thể nói, "Anh nói rất thật, nhưng anh có nghĩ đến", hoặc "Tôi không lấy gì làm lạ về cảm giác ban đầu của anh, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này, trải qua thời gian nghiên cứu kỹ hơn, tôi mới phát hiện". Trước tiên, hãy khẳng định suy nghĩ của khách hàng, khiến khách hàng hài lòng, như vậy mới có thể làm cho họ chấp nhận quan điểm của bạn. Dẫn dắt vấn đề. Khi khách hàng nêu ý kiến hoặc nghi vấn về chất lượng, đừng trực tiếp dùng câu trần thuật để giải thích nghi vấn. Bạn phải hỏi lại câu hỏi mà đối phương nêu ra, như vậy mới có thể khiến khách hàng nói ra đáp án bạn muốn biết. Lúc đấy bạn có thể căn cứ vào đó để giải đáp thắc mắc.
Có người nói khi nhân viên tiếp thị sử dụng ngôn từ, có một từ đắt giá nhất chính là tại sao, bởi nó có thể mang lại thông tin quan trọng từ khách hàng. Nó còn có thể khiến bạn biết lắng nghe đối phương nói, khiến bạn thoát khỏi bối rối, cho bạn thời gian suy nghĩ vấn đề. Nó cũng có thể khiến khách hàng xem xét lại lý do mình đưa ra. Có nhiều ý kiến có thể phản đối bằng câu hỏi tại sao. Giả sử bạn là nhân viên tiếp thị máy đánh chữ, khi khách hàng nêu ý kiến, máy của anh đúng là rất tốt, nhưng tôi nghĩ bỏ ra 2 triệu đồng, mua máy đánh chữ là không đúng. Bạn có thể hỏi lại, tại sao ông lại như vậy? Hoặc hỏi, tỷ lệ lợi nhuận của máy này mỗi năm vượt quá 100%, không biết tại sao ông lại không muốn đầu tư 2 triệu đồng. Nếu bạn tiếp thị máy hút bụi, khi khách hàng nêu ý kiến, chiếc máy của chị quá nặng, bạn có thể hỏi lại, tại sao anh lại nói nó quá nặng? Giả sử bạn tiếp thị váy lụa, khách hàng nêu ý kiến, tôi nghĩ vợ tôi không thích loại váy lụa này, bạn có thể hỏi lại, tại sao cô ấy không thích? Bằng cách hỏi tại sao, nhân viên bán hàng có thể khiến khách hàng từng bước nói ra suy nghĩ thực tế của mình, sau đó có thể nghĩ cách thuyết phục đối phương và đạt được giao dịch. Bổ sung ưu điểm. Khi khách hàng nêu ý kiến về sản phẩm, chúng ta không nên phản đối. Trước tiên phải thừa nhận ý kiến nêu ra là hợp lý, sau đó chỉ ra những điểm tốt hoặc ưu điểm có thể bổ sung. Khách hàng mua dép có thể nói chất lượng da không phải tốt nhất. Người bán hàng có thể thừa nhận điều này, nhưng đồng thời cũng phải khéo léo chỉ ra, nếu là loại da tốt nhất, giá sẽ rất là cao. Khi khách hàng nói sản phẩm không bảo hành, tôi không dám mua, nhân viên bán hàng có thể nói, đúng vậy, sản phẩm này không cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, nguyên nhân là do giá thành quá thấp, không bao gồm phí bảo dưỡng, nhưng chất lượng thì có thể tin tưởng được. Khi khách hàng nói tôi rất nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm này, do đây không phải là sản phẩm thượng hạng nên nhân viên bán hàng có thể trả lời, đây là sản phẩm gia công, chất lượng có chút vấn đề nên giá rất rẻ. Không có thứ gì thập toàn thập mỹ, tất cả các sản phẩm đều có khuyết điểm. Nếu khách hàng nêu ý kiến hợp lý mà người bán hàng phủ định hoặc phản đối thì hiệu quả chưa chắc đã tốt. Khi đó cách tốt nhất chính là bổ sung ưu điểm thuyết phục đối phương mua hàng. Nói lảng sang chuyện khác. Nói lảng sang chuyện khác hay còn gọi là đánh trống lảng là một cách để giữ tâm lý bình tĩnh. Cố ý phớt lờ vấn đề nào đó, thông thường nhân viên bán hàng nên giải đáp mọi thắc mắc, giúp khách hàng hiểu rõ về nhu cầu của mình, hiểu về sản phẩm, nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải giải đáp tất cả mọi câu hỏi. Huy là một ông chủ cửa hàng bán đồ gia dụng, có một lần, một cặp vợ chồng đến cửa hàng của anh chọn đồ, khi phát hiện giá cả hàng hóa tương đối cao, cặp vợ chồng nói, chúng tôi phải về nghiên cứu thêm. Huy lập tức nói với người chồng, anh có định chuyển những đồ này về không, hay để chúng tôi giúp anh chuyển đồ? Người chồng hỏi người vợ, được không em? Chỉ nghe thấy người vợ nói, để họ chuyển đến lại tốn tiền, chúng ta hãy tự chuyển đi. Thế nhưng tốt nhất không sử dụng hai cách sau đây. Thứ nhất, không đả động gì đến khiến khách hàng cảm giác bị coi thường. Thứ hai, không giải thích khiến khách hàng nghi ngờ. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn giải đáp cho khách hàng. Trả lời thành thật. Có lúc khi làm công việc tiếp thị, không nên nói quá lời về điểm tốt của sản phẩm. Như vậy sẽ không được khách hàng tin tưởng. Khi gặp gỡ khách hàng, chúng ta có thể bắt đầu giới thiệu từ khuyết điểm của sản phẩm. Vậy tại sao lại dùng cách này? Bởi như vậy sẽ làm thỏa mãn tâm lý lựa chọn của khách. Sau đây sẽ là kinh nghiệm từ một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi. Một nhân viên đã làm công việc tiếp thị được mấy chục năm. Một ngày, ông đột nhiên cảm thấy chán ghét việc cứ phải nói lời giả tạo, thổi phồng chất lượng sản phẩm để thu hút khách hàng. Ông thấy việc này khiến mình bị áp lực. Ông quyết định sẽ không lừa gạt mọi người nữa. Do đó, ông hạ quyết tâm từ giờ sẽ nói thật với khách hàng. Cho dù bị sa thải, cũng không có gì hối tiếc. Sau khi có ý nghĩ này, trong lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ngày hôm đó, có một khách hàng đi vào cửa hàng. Khách hàng hỏi có loại bàn tự điều khiển chiều cao và tự gấp không? Ông mang đến một chiếc bàn và thành thật giới thiệu. Ông nói thật, loại bàn này chẳng tốt gì cả. Chúng tôi chỉ mua bán đi cho nhanh. Vậy ư, nhưng ở đâu cũng dùng loại bàn này, tôi thấy nó rất có tác dụng. Có lẽ thế, nhưng theo tôi thấy chiếc bàn này không như quảng cáo, không sai. Nó là loại mới nhưng kết cấu có vấn đề. Nếu tôi không nói về khuyết điểm của nó thì chẳng khác nào là tôi lừa ông. Kết cấu có vấn đề ư? Người khách lại hỏi, đúng thế. Kết cấu của nó quá phức tạp, không đơn giản chút nào. Lúc này, ông đi tới gần chiếc bàn và gõ lên mặt bàn. Nhẽ ra chỉ nên gõ nhẹ, nhưng ông lại gõ mạnh khiến chiếc bàn bị sập xuống, đè vào chân vị khách. Xin lỗi, tôi không cố ý. Lúc này, người khách bật cười với vẻ mặt vui vẻ, rất tốt, nhưng tôi phải xem xét thêm đã. Không sao, mua hàng mà không chọn kỹ sẽ bị thiệt. Ông hãy xem loại gỗ làm ra chiếc bàn, chất lượng của nó cũng không tốt lắm, sức chịu đựng lại kém. Nói thẳng ra, tôi khuyên ông nên mua một loại bàn khác. Ông hãy tới cửa hàng khác xem, hàng ở chỗ khác tốt hơn nhiều, rất tốt.
Khách hàng nghe xong rất vui, quyết định phải mua chiếc bàn này và phải mua ngay lập tức. Khách hàng vừa đi khỏi, nhân viên bán hàng liền bị quản lý trách và thông báo ông bị sa thải, phải làm thủ tục rời khỏi công ty ngay. Lúc này đột nhiên có rất nhiều người đi đến và yêu cầu được xem loại bàn đa công dụng. Trong chốc lát họ mua tới mấy chục chiếc bàn và cho biết chính vị khách vừa mua bàn ở đây giới thiệu. Vậy là cửa hàng đã bán được rất là nhiều bàn. Chuyện này đến tai giám đốc, nhân viên tiếp thị không những không bị sa thải mà còn được tăng lương gấp 3 lần, thời gian nghỉ phép tăng gấp đôi và lấy cách giới thiệu sản phẩm của ông làm phong cách tiếp thị mới cho công ty và yêu cầu ông tiếp tục phát huy như vậy. Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy đại bộ phận khách hàng khi mua hàng đều hy vọng có thể hiểu về đặc tính thực tế của sản phẩm. Vì thế, khi khách hàng đặt câu hỏi nghi vấn, việc trả lời thành thật sẽ làm hài lòng nhu cầu của khách và công việc tiếp thị, bán hàng sẽ đạt được thành công. Khéo léo đưa ra đề nghị, vui vẻ tiếp nhận ý kiến của khách hàng. Khi bán hàng, chúng ta phải học cách quan sát và giao tiếp. Khi gặp khách hàng, chúng ta phải nhanh chóng hiểu được nhu cầu của khách và đưa ra gợi ý thích hợp với nhu cầu đó. Như vậy, khách hàng sẽ vui vẻ chấp nhận. Đương nhiên, khi đưa ra đề nghị với khách hàng, ngôn ngữ nhất định phải khéo léo. Ngoài ra, còn phải chú ý tiếp nhận ý kiến của khách hàng, đưa ra giải đáp khiến khách hàng vừa lòng và đạt hiệu quả tốt. Khéo léo đưa ra kiến nghị. Chúng ta hãy xem câu chuyện sau đây. Người nhân viên bán hàng này đã quan sát tỉ mỉ khách hàng, khéo léo đưa ra đề nghị hợp lý và đạt được thành công trong công việc. Một người đàn ông đưa con nhỏ vào cửa hàng, người đó không nói gì cả. Cô nhân viên bán hàng thấy vậy liền cười và nói, xin chào, ông muốn mua một bộ quần áo đánh bóng chày vậy không ạ? Người đàn ông ngạc nhiên gật đầu, tại sao cô biết? Cô nhân viên trả lời, vừa bước vào, ông đã đi đến khu bán quần áo thể thao và nhìn vào bộ quần áo đánh bóng chày. Trong tay con trai của ông cũng ôm một quả bóng chày nữa. Nghe nói vậy, người đàn ông và con trai ông rất vui. Họ chọn một bộ quần áo và chuẩn bị tính tiền. Cô nhân viên lại nhanh nhẹn nói thêm, cửa hàng chúng tôi còn áo thấm mồ hôi và quần dài nữa. Người đàn ông sau khi được đề nghị thấy rằng việc mua thêm vài món đồ nữa cũng không tồi. Vậy nên ông tiếp tục mua áo thấm mồ hôi và quần dài. Đây chính là nhờ công giới thiệu của cô nhân viên. Nếu lúc đó cô nhân viên bán hàng không nói gì, gói hàng đưa cho khách và hoàn thành giao dịch, có thể nói là tương đối thành công, nhưng cô lại tiếp tục hỏi cậu bé với thái độ thân mật. Cháu đã có giày để đánh bóng chày chưa? Thực tế, khách hàng không định mua giày nên tỏ ra do dự, cô nhân viên rất thành thật nói. Mặc đồ mới phải đi giày mới, như vậy mới có tinh thần. Người đàn ông nghe lời cô gái quyết định mua thêm một đôi giày nữa. Trong câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, khách hàng đã mua thêm áo thấm mồ hôi, quần dài và giày vốn không có trong dự định. Mặc dù những thứ này vượt quá kế hoạch mua sắm, nhưng khách hàng vẫn rất vui. Điều này đương nhiên có liên quan tới sự khéo léo của cô nhân viên bán hàng. Thiết nghĩ nếu cô nhân viên không hỏi, không thêm một câu nói thì vị khách hàng và con trai của ông chỉ mua một chiếc áo đánh bóng thôi, thậm chí còn có thể không mua gì. Nhưng cô nhân viên đã nhanh nhạy quan sát và hỏi rõ nhu cầu của khách hàng, sau đó giới thiệu sản phẩm, rồi lại hỏi cậu bé có thiếu gì nữa không. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, khách hàng đã mua thêm 3 món đồ nữa là áo thấm mồ hôi, quần dài và giày. Trong lời nói của cô gái, không thấy có những câu như, ông hãy xem cái này, tôi thấy, tôi nghĩ ông nên mua thêm. Tất cả những lời cô gái nói đều là lời thuyết phục, khiến khách hàng vui vẻ mua thêm. Người bán hàng trước tiên phải nắm được tâm lý khách hàng, sau đó thu hút sự chú ý trong quá trình trò chuyện, khai thác nhu cầu để bán thêm được sản phẩm. Lắng nghe ý kiến của khách hàng. Nhà bác học Charles Eliot đã từng nói, lắng nghe người khác bằng cả tấm lòng là rất quan trọng, đó cũng là sự tôn trọng với mọi người. Anh Thái mua một bộ quần áo ở cửa hàng nọ, nhưng anh nhanh chóng thất vọng, áo bị phai màu. Phai sang cả những quần áo khác của anh cầm bộ quần áo này đến cửa hàng tìm người đã bán hàng cho anh vì muốn nói cho người đó biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng anh không thể nói được, nhân viên bán hàng liên tục ngắt lời anh. Chúng tôi đã bán mấy nghìn bộ quần áo như thế này. Người nhân viên thanh minh, anh là người đầu tiên đến đây phàn nàn chất lượng quần áo không tốt. Người nhân viên như muốn nói rằng anh đang lừa gạt. Anh muốn lừa chúng tôi sẽ không đền cho anh. Khi hai bên đang to tiếng, một nhân viên bán hàng khác đi đến và nói, tất cả các loại quần áo sẫm màu khi mới mặc đều bị phai. Không có cách nào khắc phục cả, đặc biệt là loại quần áo với giá tiền này. Vải của loại quần áo này đã được nhuộm. Anh Thái rất bực, anh nghĩ nhân viên thứ nhất nghi ngờ anh lừa gạt, nhân viên thứ hai nói anh mua hàng loại 2, thật bực mình. Khi anh đang định nói, các người hãy cầm lấy bộ quần áo này và vứt đi đâu đó thì vứt. Thì người phụ trách bộ phận đi tới, người phụ trách này trông rất hiền lành. Đầu tiên, anh ta không nói gì cả, cứ để cho anh Thái nói hết. Sau đó, khi anh Thái đã nói hết, hai nhân viên bán hàng bắt đầu nói về quan điểm của họ. Người phụ trách mới bắt đầu phản đối họ và nói giúp anh Thái.
Anh ta không những chỉ ra việc quần áo bị phai màu làm hỏng quần áo khác, mà còn nhấn mạnh cửa hàng không nên bán các sản phẩm khiến khách hàng không hài lòng. Cuối cùng, anh ta thừa nhận không biết tại sao bộ phận áo lại có vấn đề như vậy và trực tiếp nói với anh Thái, anh muốn giải quyết như thế nào, tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của anh. Một vài phút trước, anh Thái còn muốn vứt bộ quần áo lại cho cửa hàng, nhưng bây giờ anh lại bình tĩnh nói, tôi muốn nghe ý kiến của anh. Tôi muốn biết sau này bộ phận áo này có còn bị phai nữa hay không, nếu không thì phải có cách khác. Người phụ trách đề nghị anh Thái mặc bộ quần áo thêm một tuần nữa, nếu vẫn chưa vừa ý thì hãy mang lại cho cửa hàng, chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Xin thứ lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Anh Thái hài lòng rời khỏi cửa hàng. 7 ngày sau, bộ quần áo không bị phai màu nữa, anh hoàn toàn tin tưởng cửa hàng này. Bất cứ ai trải qua khó khăn đều cần người khác lắng nghe, những vị khách đang bực mình, không hài lòng cũng cần được người khác kiên nhẫn lắng nghe. Nếu muốn trở thành một người bán hàng giỏi, bạn nên học cách lắng nghe người khác. Kỹ năng khiến khách hàng thích nghe bạn nói. Khi tiếp thị sản phẩm với khách hàng trong quá trình bán hàng, đầu tiên phải khiến khách hàng thích chúng ta. Như vậy chúng ta mới có thể giao lưu sâu hơn, đạt được mục tiêu mong muốn. Vậy phải làm như thế nào để khách hàng thích chúng ta? Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm vững một số kỹ năng, tiếp thị nhẹ nhàng, hài hước. Trong cuộc sống, nói nhiều chưa chắc đã là ưu điểm. Khi tiếp thị sản phẩm, nói hay mới là tài năng thật sự. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất. Có người sử dụng ngôn ngữ để giao lưu, tư tưởng và tình cảm. Đối với những người làm nghề tiếp thị bán hàng, ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp với khách hàng. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh đầu tiên phải thông qua ngôn ngữ để thiết lập quan hệ, sau đó là quá trình tiến triển và cuối cùng đạt mục đích. Do đó, giao lưu ngôn ngữ là sự mở đầu của hoạt động mua bán, có quan hệ trực tiếp tới sự thành bại của hoạt động này. Trong cuộc triển lãm mỹ phẩm của một công ty, một vài nhân viên trẻ tuổi đã dùng thuật ngữ chuyên môn để giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng, giới thiệu chi tiết từ nguyên liệu, cách phối hợp, công dụng đến cách dùng khiến mọi người có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Họ phản ứng rất nhanh trước câu hỏi của khách hàng, trả lời trôi chảy với cách nói vừa nhã nhặn nhưng cũng không kém phần hài hước. Khách hàng hỏi, sản phẩm của các anh chị tốt như quảng cáo thật chứ? Một nhân viên lập tức trả lời, chỉ dùng thử xem sẽ cảm thấy sản phẩm còn tốt hơn quảng cáo. Khách hàng lại hỏi, nếu tôi dùng mà cảm thấy không tốt thì sao? Một nhân viên khác cười và nói, không, chúng tôi tin chị sẽ thích cảm giác này. Cuộc triển lãm lần này đã đạt được thành công lớn, không chỉ bán được nhiều sản phẩm, mà điều quan trọng hơn là thương hiệu được nâng cao. Tại buổi tổng kết ở công ty, giám đốc đã đặc biệt nhấn mạnh chính kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên bán hàng đã làm nên thành công cho hoạt động triển lãm lần này. Ông yêu cầu toàn thể nhân viên công ty học tập theo nhân viên bán hàng, đặc biệt ở khả năng ăn nói. Chính vì thế, khéo ăn nói chính là điều kiện cần thiết để tạo nên thành công. Tiếp theo hãy cùng xem câu chuyện của một nhân viên bán hàng khác. Một nhân viên tiếp thị tới một siêu thị để giới thiệu sản phẩm. Đón tiếp anh là vị phó tổng giám đốc. Đối phương vừa mở lời, nhân viên tiếp thị này đã lập tức nói. Nghe giọng nói anh là người Hà Nội. Phó tổng giám đốc siêu thị gật đầu và nói. Anh cũng là người Hà Nội à? Nhân viên tiếp thị vừa cười vừa trả lời không, nhưng tôi có cảm tình với Hà Nội. Nghe giọng nói Hà Nội, tôi cảm thấy rất thân thiện. Vị phó tổng giám đốc đã nhiệt tình tiếp đón nhân viên tiếp thị. Cuộc giao tiếp của họ cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Ăn nói không khéo léo có thể khiến người khác không tiếp nhận. Nếu ấn tượng tiếp xúc ban đầu không tốt thì cũng khó lòng hợp tác làm ăn. Một khách hàng tức giận cầm đôi dép kém chất lượng tới cửa hàng, đúng lúc nhân viên tiếp thị của nhà máy giày dép đến tìm hiểu tình hình tiêu thụ sản phẩm. Sau khi nghe xong lời giải bày của khách hàng, nhân viên tiếp thị nói, nếu mua phải đôi dép như thế này thì tôi cũng không tức giận giống như chị. Câu nói này đã khiến vị khách hàng bớt giận, cô đồng ý đổi một đôi dép khác thay vì trả lời như ý định ban đầu. Trong hoạt động kinh doanh, có lúc nên nhẹ nhàng uyển chuyển một chút để mang lại hiệu quả cao. Một nhân viên bán hàng tiếp thị phun thuốc diệt muỗi tại siêu thị. Lời giới thiệu của anh đã thu hút rất nhiều khách hàng. Đột nhiên có một khách hàng đặt câu hỏi. Anh có dám đảm bảo thuốc diệt muỗi này giết chết được hết tất cả muỗi không? Nhân viên bán hàng thông minh trả lời không dám. Ở chỗ anh không phun thuốc, đương nhiên muỗi vẫn sống tốt. Câu nói đùa này đã khiến mọi người vui vẻ tiếp nhận lời giới thiệu sản phẩm. Ngay sau đó rất nhiều thuốc diệt muỗi đã được bán. Vận dụng ngôn ngữ hài hước trong hoạt động kinh doanh không chỉ có thể tạo ra không khí nhẹ nhàng mà còn có thể tạo ra môi trường tốt cho công việc kinh doanh. Bản thân lời nói hài hước chính là một loại ngôn ngữ quảng cáo mang tính nghệ thuật. Nếu biết cách dùng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Dùng một câu nói đùa để liên tưởng đến một nhãn hiệu là cách tiếp thị rất hiệu quả. Nhân viên tiếp thị khi vận dụng ngôn ngữ nên chú ý nói ngắn gọn, đơn giản và cố gắng truyền tải nhiều thông tin tới khách hàng, bất kể là kinh doanh hay tiếp thị sản phẩm.
đều cần những điểm đột phá để đối phương có thể nghe hiểu và ghi nhớ. Ngôn ngữ rõ ràng không những là nhu cầu giao tiếp mà còn thể hiện khách quan, năng lực, tác phong và sự tin cậy của nhân viên tiếp thị bán hàng. Đương nhiên, người làm nghề tiếp thị còn phải chú ý nhiều điều trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ, ví dụ lời nói phải văn minh, khách quan, chân thật. Ngôn ngữ sinh động, hình tượng. Giới thiệu sản phẩm với khách hàng là một trong những phần quan trọng của hoạt động tiếp thị. Sử dụng ngôn ngữ không thể tùy tiện, không thể nói những điều vô nghĩa mà cần khéo léo để tạo bầu không khí thoải mái, thu hút sự chú ý của khách hàng và khiến khách hàng muốn mua sản phẩm. Do đó nên sử dụng ngôn ngữ hình tượng sinh động. Tuy nhiên, ngôn ngữ hình tượng sinh động không có nghĩa là phải dùng từ ngữ hoa mỹ. Điều này dễ khiến người khác có cảm giác bạn không thật lòng. Khách hàng sẽ từ nghi ngờ chuyển sang không tin tưởng, cuối cùng sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả giới thiệu sản phẩm. Điểm mấu chốt để giới thiệu một cách sinh động hình tượng là ở chỗ ngôn ngữ có thể phản ánh chân thực tác dụng, đặc trưng của sản phẩm. Vì thế, trong quá trình giới thiệu sản phẩm, chúng ta nhất định phải nắm vững kỹ năng và chú ý một số điều sau. Trong khi giới thiệu sản phẩm, hạn chế tối đa việc sử dụng từ nhất. Có những nhân viên tiếp thị rất thích những từ như tốt nhất, chắc chắn nhất để thể hiện ưu điểm của sản phẩm mình đang giới thiệu. Thực tế, nói như vậy sẽ dễ khiến cho khách hàng nghi ngờ về sản phẩm. Hơn nữa, cho dù sản phẩm đó thực sự có tốt nhất trên thị trường, nhưng nếu khách hàng không tận mắt nhìn thấy và không có sự so sánh thực tế, chỉ dựa vào lời nói của nhân viên tiếp thị thì họ sẽ không thể nào tin tưởng được. Chính vì thế, việc tránh sử dụng từ ngữ chỉ cấp độ cao nhất sẽ có thể làm giảm ảnh hưởng tâm lý tiêu cực khi khách hàng cân nhắc mua sản phẩm. Ngoài ra, khi giới thiệu sản phẩm, nên tránh dùng tính từ như đẹp, đáng yêu, rất tốt. Những từ này không có ý nghĩa thực tế trong quá trình giới thiệu, cũng không thể truyền tải thông tin về đặc điểm của sản phẩm tới khách hàng. Tốt nhất nên ít dùng hoặc không dùng. Nếu nhân viên tiếp thị nói sản phẩm đáng yêu thì không nói lên vấn đề gì cả. Nếu nói sản phẩm chất lượng tốt thì người tiếp thị đó nhất định phải nêu ví dụ thực tế. Nếu sử dụng nhiều tính từ vô nghĩa trong khi giới thiệu sản phẩm, bạn sẽ khiến khách hàng bị mất cảm tình, ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả thuyết phục và tiếp thị. Hãy cố gắng tránh sử dụng từ rẻ. Có câu nói tiền nào của nấy. Giá sản phẩm và chất lượng sản phẩm có quan hệ mật thiết với nhau trong thời đại kinh tế hàng hóa. Hàng tốt giá đắt, hàng kém giá rẻ là quy tắc định giá cho hầu hết các sản phẩm. Đương nhiên cũng có hàng tốt giá rẻ, nhưng đó chỉ là ngoại lệ và rất hiếm. Chất lượng tốt đi đôi với giá thành cao, đó là quy luật kinh tế. Do đó, nhân viên tiếp thị khi giới thiệu sản phẩm, nếu nói sản phẩm đó rẻ sẽ khiến cho khách hàng liên tưởng tới hàng chất lượng kém. Để đảm bảo hiệu quả tiếp thị, nhân viên bán hàng nên tránh dùng từ rẻ. Nếu sản phẩm thực sự là hàng tốt giá rẻ, trong khi nhân viên bán hàng bắt buộc phải nhấn mạnh ưu điểm giá cả, vậy có thể lựa chọn cách khác khéo léo để truyền thông tin tới khách hàng. Ví dụ như nói sản phẩm không đắt hoặc chất lượng vượt trội sẽ mang lại hiệu quả tốt. Nhiệt tình chào hỏi để mua bay bán đắt. Công việc tiếp thị không chỉ yêu cầu điều tra kỹ thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng mà còn phải tìm hiểu tâm lý khách hàng. Phải nhiệt tình chào hỏi, đối xử chân thành, tích cực giao lưu tình cảm. Đại và Vương là hai người bán đậu phụ, hai người cùng độ tuổi, cùng kinh doanh trong điều kiện giống nhau, nhưng một người luôn đắt hàng còn người kia thì không. Việc bán hàng của Đại tốt hơn nhiều so với Phương. Lúc đầu mọi người đều cảm thấy rất là kỳ lạ, đậu phụ của cả hai cửa hàng đều rất ngon, vậy nguyên nhân của sự khác biệt này nằm ở đâu? Sau này mọi người mới dần phát hiện ra bí mật trong đó. Thì ra cùng làm nghề bán đậu phụ, nhưng Đại nói nhiều hơn Vương. Ví dụ phụ nữ lớn tuổi đi mua đậu phụ, Đại vừa lấy đậu vừa hỏi thăm cô vẫn khỏe chứ. Nếu là người làm nghề buôn bán đi mua đậu, Đại sẽ hỏi làm ăn tốt chứ. Anh luôn hỏi những câu thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu. Thời gian trôi qua, mọi người đều coi Đại là bạn, cho dù ban đầu không có nhu cầu mua đậu. Nhưng thấy Đại hỏi thăm, họ lại mua một ít về để tủ lạnh. Đó là do họ cảm động trước sự quan tâm của Đại. Sau này, do không bán được hàng nên Vương phải đổi nghề khác. Chủ động trò chuyện với khách hàng, giao lưu tình cảm, để khách hàng cảm thấy bạn không chỉ đơn thuần bán hàng cho họ, mà đang quan tâm, suy nghĩ cho họ. Như vậy, khách hàng mới chấp nhận sản phẩm và sự phục vụ của bạn. Một siêu thị thuê rất là nhiều nữ nhân viên bán hàng. Người nào cũng lễ độ nên ban lãnh đạo rất hài lòng. Trong đó có một nhân viên nữ đặc biệt xuất sắc. Cho dù là với khách hàng đang xếp hàng hay tới xếp hàng từ chỗ nhân viên thu ngân khác, cô luôn mỉm cười với họ, thân mật gọi tên và hỏi thăm họ. Không chỉ nhiệt tình phục vụ chu đáo, cô còn thường cho khách hàng một cách thân mật khi cô hỏi, tôi có thể giúp gì cho anh chị nữa hay không? Có một ngày một khách hàng nữ lạ mặt đến cửa hàng. Vừa nhìn thấy nhân viên thu ngân này, vị khách dường như nhớ ra chuyện gì, bèn hỏi,
Có phải nhiều năm trước cô làm ở cửa hàng thực phẩm không? Tôi thường đến đó và có ấn tượng rất sâu sắc về cô. Khi đó cô là nhân viên tốt nhất ở cửa hàng thực phẩm. Ví dụ này đã minh chứng có thể thời gian tiếp xúc cá nhân rất ngắn, nhân viên bán hàng phải giao tiếp với rất là nhiều người, nhưng sự nhiệt tình luôn mang lại tác dụng tích cực. Điều này sẽ khiến bạn nổi bật và là điều kiện quan trọng để xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Ngược lại, nếu bạn không nhiệt tình khi tiếp xúc với người khác, thì người ta cũng sẽ thờ ơ với bạn. Trong quá trình hợp tác, khi khách hàng của bạn yêu cầu, bạn phải bỏ chút sức lực mới có thể hoàn thành việc gì đó, bạn không nên tỏ ra bất ngờ. Cũng không nên thờ ơ, nhất định phải thể hiện sự nhiệt tình của mình. Sự nhiệt tình là tiêu chí tình cảm rất đáng giá. Nó thể hiện sự vui vẻ của bạn khi hợp tác hoặc tiếp xúc với khách hàng nào đó. Sự nhiệt tình của bạn sẽ khiến khách hàng vui vẻ vì mình được chào đón, cũng có thể khiến họ cảm nhận được tấm lòng của bạn. Sự nhiệt tình khiến khách hàng của bạn cảm thấy họ có vị trí quan trọng trong lòng bạn. Sử dụng lời khen hợp lý. Nếu muốn thuyết phục được đối phương, đảm bảo việc mua bán thuận lợi, bạn phải học cách khen người khác để tạo sự hài lòng. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện sau đây. Một nhân viên được giao nhiệm vụ đến tiếp thị tại Ấn Độ đã trải qua nhiều lần đàm phán, song hợp đồng mua bán thiết bị quân sự vẫn không thành công. Anh quyết định gọi điện thoại cho một vị tướng quân trong quân đội. Anh không nhắc đến chuyện hợp đồng mà chỉ nói, tôi chuẩn bị đi Kolkata, lần này tôi đến thăm New Delhi. Chỉ mong được gặp mặt ngài một phút được không? Vị tướng quân miễn cưỡng đồng ý. Khi đến văn phòng, vị tướng quân chủ động nói trước, tôi rất bận, hãy tranh thủ thời gian. Thái độ lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác cuộc đàm phán gần như vô vọng. Tuy nhiên, câu nói của nhân viên bán hàng đã gây bất ngờ. Chào tướng quân, tôi thật lòng muốn cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã có thái độ rất cứng rắn với công ty chúng tôi. Vị tướng quân ngạc nhiên không nói được lời nào. Bởi vì ngài đã cho tôi một cơ hội may mắn, tôi được quay về nơi mình sinh ra trong ngày sinh nhật. Anh sinh ra ở Ấn Độ ư? Vị tướng quân mỉm cười và hỏi, đúng thế. Nhân viên bán hàng tiếp lời, ngày hôm nay của năm 1929, tôi được sinh ra ở thành phố Kolkata. Khi đó bố tôi là đại diện một công ty của Pháp tại Ấn Độ. Người Ấn Độ rất mến khách, cuộc sống gia đình tôi đã được chăm lo rất tốt. Tiếp đó, người nhân viên bán hàng lại nói về những ký ức đẹp đẽ trong thời thơ ấu. Vào ngày sinh nhật 3 tuổi, một bác hàng xóm tốt bụng người Ấn Độ đã tặng tôi một món đồ chơi rất dễ thương. Tôi và các bạn nhỏ Ấn Độ cùng ngồi trên lưng voi, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Vị tướng quân rất cảm động và đưa ra lời mời. Thật vui vì anh có thể đón sinh nhật ở Ấn Độ. Hôm nay tôi muốn mời anh cùng ăn trưa để chúc mừng sinh nhật anh. Trong khi đi xe đến nhà hàng, nhân viên bán hàng mở cặp hồ sơ và lấy ra một tấm ảnh đã bạc màu, cầm bằng hai tay và cung kính đưa cho tướng quân. Tướng quân hãy xem đây là ai? Đây chẳng phải là Mahatma Gandhi sao? Đúng vậy. Ngài hãy nhìn kỹ đứa trẻ ở bên phải. Đó chính là tôi. Khi 4 tuổi trên đường về nước, tôi và bố mình đã rất vinh dự được đi cùng chuyến tàu với Mahatma Gandhi. Tấm ảnh này được chụp trên chuyến tàu đó. Bố tôi luôn cất giữ tấm ảnh như một báu vật quý giá. Lần này tôi muốn đến thăm mộ Mahatma Gandhi. Tôi rất cảm ơn vì anh đã có tình cảm với người Ấn Độ và Mahatma Gandhi. Vị tướng quân nắm chặt tay người nhân viên bán hàng và như vậy, thương vụ mua bán giữa họ đã thành công. Khéo léo dùng lời hay làm hài lòng niềm tự hào của đối phương, khiến người đó ngồi xuống và giao tiếp với bạn là bạn đã đạt được một nửa mục đích. Cứ như thế, thành công sẽ tự tìm đến. Brian Tracy là một cao thủ bán sách tại Mỹ. Ông từng nói, tôi có thể khiến bất cứ ai mua sách của tôi. Bí quyết bán sách của ông chính là khen khách hàng. Một ngày, Brian Tracy tới tiếp thị sách tại một công ty. Nhân viên trong công ty chọn rất nhiều sách. Khi họ đang chuẩn bị trả tiền, đột nhiên có một người đến và nói to, những cuốn sách như rác này chỗ nào chả có, mua làm gì? Khi Tracy định mỉm cười với người đó tiếp tục nói thêm một câu, đừng tiếp thị với tôi không mua đâu, đảm bảo là không mua. Anh nói đúng, tại sao anh phải cần những quyển sách như thế này chứ? Ai tin mắt cũng có thể thấy rằng anh là người đã đọc rất là nhiều sách, rất có tố chất văn hóa. Nếu là em trai hoặc là em gái của anh, họ nhất định sẽ tự hào về anh, nhất định sẽ tôn trọng anh. Jesse mỉm cười và bình thản nói, tại sao anh biết tôi có em trai em gái? Người đàn ông tỏ ra hứng thú. Jesse trả lời, khi tôi nhìn thấy anh cho tôi cảm giác anh là một người anh cả. Tôi nghĩ nếu anh ai có một người anh như anh, thì còn hạnh phúc nào hơn cả hoàng đế. Sau đó, người đàn ông nói chuyện bằng ngữ khí như anh nói với em trai, còn Taxi nói chuyện và khen ngợi như em trai đang nói chuyện với anh trai. Hai người nói chuyện rất là lâu. Cuối cùng, người đàn ông lấy lý do ủng hộ cho công việc của người em trai Taxi nên đã chọn mua 5 quyển sách. Trong cuốn nhật ký hôm đó, Taxi viết,
Thực tế trong lòng tôi hiểu rõ, chỉ cần khách hàng nói chuyện với tôi 3 phút thì họ không thể không mua sách của tôi. Do đó bất kể với ai hay làm việc gì, muốn thay đổi một con người, cách hiệu quả nhất là truyền đi thông tin để thay đổi tình cảm. Ông cũng đồng thời viết ra một định luật nhân tính, con người thường bị cảm tính chi phối lý trí và lý tính. Nếu cảm tính của một người đều bị điều chỉnh, thì việc từ chối bạn còn khó hơn việc tiếp nhận. Muốn nhanh chóng khống chế cảm tình của một người khác, cách hiệu quả nhất chính là sử dụng lời khen hợp lý. Hà là một nhân viên tiếp thị đồ hộp, nhiệm vụ lần đó của cô là giành được đơn hàng lớn nhất của siêu thị, vì thế cô tìm đến giám đốc phụ trách. Sau khi gặp mặt, Hà nói: "Thưa giám đốc, tôi may mắn đã được đến siêu thị này nhiều lần, là đại diện hãng thực phẩm đóng hộp lớn nhất thành phố. Tôi rất ngưỡng mộ cách làm việc khoa học và hệ thống hàng hóa chất lượng trong siêu thị này. Trên các giá hàng có đầy đủ mặt hàng thực phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, nhân viên của siêu thị còn rất nhiệt tình. Nhìn vào có thể thấy ngay, ông đã tốn không ít tâm sức cho công việc của mình. Thật đáng ngưỡng mộ." Nghe những lời khen của Hà, vị giám đốc liền nói: cảm ơn, tôi vẫn làm thế, vẫn chưa đủ, xin đóng góp ý kiến thêm." Trong cuộc sống hiện tại, mỗi người đều cảm thấy mình đáng nhận được những lời khen. Nhân viên tiếp thị của các công ty chính là những người thường xuyên sử dụng lời khen để tiếp cận khách hàng. Thông thường họ sẽ dùng chính tâm lý hy vọng được khen để đạt được mục đích tiếp cận khách hàng. Đương nhiên chúng ta luôn muốn được trở thành những người được hoan nghênh. Muốn sử dụng lời khen tự nhiên hợp lý, chúng ta phải nắm được các kỹ năng có liên quan. Khen ngợi đúng ưu điểm của đối phương. Khi tới chơi nhà bạn bè, nhìn thấy trên tường phòng khách có một bức tranh phong thủy, chúng ta nên khen: "Bức tranh đẹp quá, nó khiến phòng khách trở nên sang trọng hơn. Ai mua bức tranh này đúng có con mắt thẩm mỹ tốt." Có lẽ câu nói này chúng ta chỉ đột nhiên nói ra, nhưng bạn bè của chúng ta sẽ rất vui và nhất định sẽ cảm thấy tự hào. Đối với các nhân viên tiếp thị, lần đầu khi tiếp xúc với khách hàng cũng có thể như vậy. Sau khi quan sát kỹ, tất cả mọi thứ bên cạnh khách hàng đều có thể trở thành chủ đề khen ngợi. Chúng ta có thể khen các thiết bị trong phòng khách, cũng có thể khen cụ thể một thứ gì đó như chiếc bàn, tấm thảm hay chậu hoa trên cửa sổ. Có thể nói chậu hoa rất hợp với khung cảnh, màu hoa hợp với màu bối cảnh xung quanh. Thậm chí bạn có thể dùng cả những câu nói có vần điệu để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Tuy nhiên, các nhân viên tiếp thị có sức tưởng tượng phong phú và tinh thần sáng tạo thường có thể tìm ra ưu điểm của đối phương và khéo léo dành tặng lời khen cho họ. Bởi vì lời khen là để cho người khác nghe, nên khi khen chúng ta phải chú ý phù hợp. Nếu chỉ khen có sự đặc sắc gì đó là một cái chung chung thì sẽ không thể tạo ra sự nổi bật. Hãy khen cụ thể nhằm vào tri thức, năng lực của người được khen. Nếu chúng ta thích khách hàng của mình thì nhất định sẽ tìm ra được điểm đáng khen ở họ. Khen ngợi gại đúng chỗ ngứa của đối phương. Khi khen điều đúng đối phương tâm đắc, chúng ta sẽ khiến cho họ trở nên tự tin hơn. Đây chính là cách hiệu quả để cảm hóa người khác. Nói một cách khác, lời khen gại đúng chỗ ngứa của đối phương có tác dụng rất lớn. Vậy làm sao để phát hiện chỗ ngứa của người khác? Một người Nhật Bản thành đạt đã từng nói, phát hiện điểm yếu của mọi người là việc rất đơn giản. Chỉ cần bạn để ý xem họ thích nói chuyện về đề tài gì sẽ biết ngay. Bởi vì lời nói sẽ thể hiện nội dung những điều họ hy vọng. Bạn hãy tác động vào những điều đó, nhất định sẽ gại đúng chỗ ngứa của đối phương. Chương 11. Rèn luyện tài đàm phán, luôn nắm chắc phần thắng. Đàm phán là quá trình hai người hoặc một cá nhân và một tổ chức thảo luận về vấn đề lợi ích cùng quan tâm hoặc các vấn đề khác, trao đổi ý kiến, tìm cách giải quyết và đạt được thống nhất. Đây có thể là quá trình đấu trí, đấu sức giữa hai bên. Nó không chỉ yêu cầu người đàm phán phải có tri thức phong phú mà còn yêu cầu rất cao về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ tốt hay không sẽ quyết định chất lượng và kết quả của cuộc đàm phán. Do đó, việc tạo không khí đàm phán hài hòa, vận dụng khéo léo kỹ năng ngôn ngữ đàm phán là điều không thể thiếu của mỗi người tham gia quá trình đàm phán. Tạo không khí đàm phán hài hòa. Chuyên gia đàm phán người Mỹ Carlos cho rằng không khí của cuộc đàm phán đặc biệt quan trọng. Không khí tốt sẽ giúp người đàm phán phát huy thực lực. Đại đa số không khí của cuộc đàm phán đều do con người tạo ra. Một nhà đàm phán ưu tú sẽ có thể cảm nhận được không khí có lợi, lợi dụng không khí đàm phán để tạo ảnh hưởng có lợi cho mình, bởi vì họ biết rằng không khí có ảnh hưởng rất lớn tới sự thành bại của cuộc đàm phán. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng không khí đàm phán thích hợp chính là một phần quan trọng trong cuộc đàm phán. Không khí đàm phán chính là một kiểu thái độ của người đàm phán. Nó có thể ảnh hưởng tới tâm lý, tình cảm và cảm giác của người đàm phán.
Không khí đàm phán có lạnh nhạt, đối lập, cứng rắn, cũng có tích cực, hữu nghị hoặc nghiêm trọng, cân bằng. Không khí đàm phán khác nhau sẽ mang lại những ảnh hưởng khác nhau. Không khí đàm phán có thể bất giác đẩy cuộc đàm phán tới một phương hướng nào đó. Không khí nhiệt tình, tích cực, hữu nghị sẽ khiến cuộc đàm phán đi tới hướng đạt được thống nhất, khiến người đàm phán không bị căng thẳng và hài lòng với kết quả. Còn không khí lạnh nhạt, căng thẳng sẽ khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết. Do đó, khi tham gia đàm phán, chúng ta nhất định phải nắm được kỹ năng tạo ra không khí tốt, tạo điều kiện thành công cho cuộc đàm phán. Trò chuyện hàn huyên hợp lý. Trước khi chính thức bước vào cuộc đàm phán, hầu hết là khoảng thời gian quá độ. Trong giai đoạn này, hai bên thường hỏi thăm lẫn nhau hoặc nói về chủ đề có liên quan đến vấn đề chính để khiến không khí trở nên thoải mái trước khi đàm phán. Trò chuyện hàn huyên thân mật trước đàm phán có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, tạo bầu không khí hòa hợp, thân thiện. Đặng Tiểu Bình là nhà quân sự, nhà cách mạng thuộc giai cấp vô sản Trung Quốc, cũng đồng thời là một chuyên gia đàm phán. Một lần, Đặng Tiểu Bình tiếp đón nữ hoàng Anh và phu nhân tới thăm Trung Quốc. Sau khi gặp mặt, hai bên đã trò chuyện với nhau. Đặng Tiểu Bình nhiệt tình nói với nữ hoàng Anh: "Tôi rất vui khi được gặp bà, xin hãy tiếp nhận sự hoan nghênh và sự tôn kính của tôi." Sau đó lại nói tiếp: "Thời gian này thời tiết ở Bắc Kinh rất tốt, cũng là để chào đón khách quý. Tuy nhiên không khí có vẻ hơi khô, nếu có thể mượn một chút sương mù Luân Đôn thì sẽ tuyệt vời hơn." Phu quân của nữ hoàng Anh thấy vậy nói: "Sương mù Luân Đôn là sản phẩm của thời kỳ cách mạng công nghiệp, bây giờ đã không còn nữa, tuy nhiên có thể cho Trung Quốc mượn mưa. Mưa có thể sẽ tốt hơn sương, đổi lại các ông cho chúng tôi mượn chút ánh sáng mặt trời." Hai bên trò chuyện vui vẻ, bầu không khí trở nên ấm áp, thân mật. Thêm sương, mưa và ánh nắng mặt trời vào cuộc đàm phán chính trị nghiêm túc. Vô tình, hình chung đã khiến hai bên trở nên vui vẻ, thoải mái. Khi trò chuyện hàn huyên nhất định phải nhớ một điểm, không nói về đề tài gây thất vọng. Động tác phù hợp và ngôn ngữ sắc thái biểu cảm. Động tác cơ thể phù hợp cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới không khí đàm phán. Điều đặc biệt phải chú ý là do tập quán văn hóa của các dân tộc và các quốc gia là khác nhau, nên các động tác cũng phản ánh những điều không giống nhau. Ví dụ, bắt tay trong lần gặp mặt đầu tiên, tập quán của một số quốc gia cho rằng đây là cách thể hiện sự hữu nghị, tạo cảm giác thân mật, nhưng một số nước lại cho rằng đó là cách đối phương thể hiện sự thận trọng, không có thành ý, từ đó sẽ gây ra ác cảm. Chính vì vậy, người đàm phán trước tiên phải hiểu được đặc điểm tính cách, thói quen của đối phương để có ngôn ngữ hình thể thích hợp. Ngôn ngữ sắc thái, biểu cảm, sự tình cảm nội tâm có thể truyền đạt thông tin không lời tới đối phương. Người tham gia đàm phán đang tự tin hay nghi ngờ, vui vẻ hay căng thẳng đều bộc lộ qua sắc thái tình cảm. Đối phương thành thật hay xảo quyệt, hoạt bát, không năng động, tất cả đều có thể hiện qua ánh mắt. Do đó khi đàm phán nên chú ý tới sắc thái tình cảm, thông qua nét mặt và ánh mắt để thể hiện sự tự tin, nguyện vọng hợp tác hữu nghị. Những điều này đều mang lại ảnh hưởng khác nhau tới không khí cuộc đàm phán. Nếu động tác của bạn gây ra sự phản cảm, sắc thái tình cảm khiến người khác không thích thì chắc chắn không khí đàm phán sẽ không tốt. Ngôn ngữ hài hước và cách thức điều tiết bầu không khí. Không khí một cuộc đàm phán luôn thay đổi liên tục. Bầu không khí hòa hợp, thoải mái có thể trở nên căng thẳng khi hai bên tranh luận về những vấn đề có tính chất thực tế. Nếu không cẩn thận, cuộc đàm phán thậm chí còn đổ vỡ. Lúc này, điều hai bên nên làm là không phải tiếp tục theo đuổi vấn đề mà là nhanh chóng hóa giải không khí căng thẳng. Khi đó, chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ hài hước để hóa giải bầu không khí. Trong đàm phán kinh tế hiện đại, phát huy sự hài hước có tác dụng ngày càng quan trọng và đã được xem là cách thức tốt nhất để điều tiết bầu không khí. Đương nhiên, trong đàm phán, hai bên chắc chắn sẽ tranh luận và không nhượng bộ nhau trong vấn đề nào đó. Thậm chí còn xảy ra tranh cãi, lúc này có thể đề nghị tạm thời ngừng đàm phán, sắp xếp cho cả hai phía đi dạo ngắm cảnh, dự tiệc, xem biểu diễn nghệ thuật. Cũng có thể tham gia các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi tại câu lạc bộ, khu giải trí. Vì như vậy, trong môi trường thoải mái, vui vẻ, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Điều quan trọng hơn là thông qua việc nghỉ ngơi, tiếp xúc thoải mái, hai bên có thể hiểu nhau hơn, xóa bỏ nghi kỵ, tăng tình hữu nghị, cũng có thể trao đổi thêm ý kiến về vấn đề khúc mắc giữa hai bên. Lúc này tâm trạng cả hai phía đều vui vẻ, mọi người trở nên cởi mở, vấn đề không thể giải quyết trên bàn đàm phán có thể sẽ được tháo gỡ. Nghệ thuật đưa câu hỏi và đáp trả ý kiến phản đối của đối thủ trong đàm phán.
trong đàm phán làm thế nào để hiểu mục đích và trả lời ý kiến phản đối của đối phương. Điều này yêu cầu chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đàm phán, vận dụng ngôn ngữ khéo léo để đưa ra câu hỏi và câu trả lời cho đối phương. Người đi trước, làm chủ, khéo léo đưa ra câu hỏi để tìm hiểu mục đích của đối phương. Để đạt được hiệu quả tốt khi đàm phán, chúng ta phải tìm hiểu nhu cầu thực tế của đối phương và ý đồ thực sự. Việc này yêu cầu người đàm phán phải nỗ lực phát huy và nắm vững kỹ năng đưa câu hỏi. Chuẩn bị kỹ lưỡng đưa ra câu hỏi thích hợp. Trước khi chính thức bắt đầu đàm phán, người tham gia đàm phán nên viết ra những câu muốn hỏi, đặc biệt là những câu khiến đối phương không thể nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Những câu hỏi kiểu này có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Khi nêu câu hỏi phải nắm chắc thời cơ, có thể đưa ra một số câu hỏi có vẻ đơn giản và dễ trả lời, nhưng thực chất lại là câu hỏi có liên quan tới những vấn đề quan trọng. Hãy chờ tới khi tư tưởng của đối phương thoải mái để đề cập tới vấn đề quan trọng, như vậy sẽ khiến đối phương dễ bộc lộ điểm yếu. Nắm chắc tốc độ ra câu hỏi. Người đàm phán nên đưa ra câu hỏi với tốc độ vừa phải, hỏi với thái độ bình thản. Nếu tốc độ hỏi quá nhanh sẽ để lại ấn tượng không tốt về sự thiếu kiên nhẫn, có thể gây ra sự phản cảm và thậm chí là tâm lý thù địch, làm hỏng bầu không khí đàm phán. Đương nhiên tốc độ ra câu hỏi cũng không thể quá chậm, nếu không sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ hoặc cảm thấy bị nhàm chán. Trong đàm phán không nên liên tục đưa ra câu hỏi, điều này sẽ khiến người đối diện có tâm lý không muốn trả lời hoặc trả lời qua loa. Không nên hỏi dồn dập, hãy để đối phương có thời gian trả lời. Không nên đưa ra nhiều câu hỏi cùng lúc, như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy rối trí, không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi đưa ra một câu hỏi, hãy im lặng và chờ đợi câu trả lời. Sự im lặng sau khi đưa ra câu hỏi sẽ gây áp lực vô hình cho đối phương. Bạn không nói nữa, đối phương bắt buộc phải trả lời để phá vỡ sự im lặng. Như vậy, trách nhiệm phá vỡ sự im lặng giữa hai bên sẽ do người đối diện đảm nhiệm. Khi đối phương trả lời câu hỏi, người đàm phán nên chờ đợi trả lời xong thì mình mới bắt đầu đưa ra câu hỏi khác. Đây là phép lịch sự tối thiểu, cũng có lợi cho việc tìm hiểu toàn diện ý đồ của đối phương để từ đó đưa ra câu hỏi chính xác. Thái độ thành thật, tránh những câu hỏi mang tính thù địch. Trước khi đặt câu hỏi nên được sự đồng ý của đối phương, nhất là khi đưa ra câu hỏi với người lạ hoặc người có địa vị cao. Đối với những câu hỏi nhạy cảm, trước khi hỏi nên xin phép. Thái độ thành thật sẽ khiến người đối diện vui vẻ trả lời, có lợi cho việc giao lưu tình cảm giữa hai bên trong quá trình đàm phán. Người đàm phán nên tránh những vấn đề mang tính thù địch như trực tiếp chỉ trích ý kiến của đối phương hoặc những câu hỏi có liên quan tới chất lượng sản phẩm. Nếu không, sẽ không có lợi cho sự kết hợp giữa hai bên. Không bắt ép đối phương trả lời những câu hỏi họ không muốn để tránh tạo không khí căng thẳng. Đối với những câu hỏi như thế này, có thể chia ra thành nhiều câu hỏi nhỏ để tìm hiểu ý đồ của đối phương hoặc có thể thay đổi góc độ để khơi dậy sự hứng thú của người đối diện. Cũng có thể tạm gác lại câu hỏi chờ đến khi thời cơ thích hợp. Nắm vững các kỹ năng đặt câu hỏi là cách nâng cao năng lực của người đàm phán trong việc tìm hiểu nhu cầu thực tế của đối phương và giúp bầu không khí trong cuộc đàm phán không bị căng thẳng. Phản ứng khéo léo trước ý kiến phản đối của khách hàng. Trong đàm phán luôn xuất hiện các yếu tố hài lòng và không hài lòng, bởi vì cả hai phía tham gia đàm phán đều có những ý kiến phản đối lẫn nhau. Cách giải quyết khi đối mặt với ý kiến phản đối sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đàm phán của bạn. Ông Thomas đã từng đàm phán về vấn đề mua đồng hồ với một cửa hàng. Do thị lực của vợ ông không tốt nên bà phải sử dụng loại đồng hồ có thể phân biệt rõ kim giờ và kim phút. Thế nhưng loại đồng hồ đó rất khó tìm. Họ đã mất rất là nhiều công sức, cuối cùng cũng tìm được một chiếc đồng hồ như ý. Thế nhưng chiếc đồng hồ đó có vẻ ngoài không được đẹp. Có lẽ cũng bởi nguyên nhân này mà cửa hàng mãi không bán được chiếc đồng hồ đó. Mặc dù vậy, mức giá 150 đồng có vẻ hơi đắt, ông Thomas nói. Chiếc đồng hồ này giá 150 đồng thì quá đắt, người chủ cửa hàng giải thích. Giá của chiếc đồng hồ này là rất hợp lý bởi nó chỉ sai lệch vài phút trong một tháng. Ông Thomas nói, thời gian chính xác hay không không quan trọng. Để chứng minh quan điểm của mình, ông Thomas lấy chiếc đồng hồ cũ mà vợ ông đã đeo lâu cho cửa hàng xem. Cô ấy đã đeo chiếc đồng hồ này 7 năm rồi, chiếc đồng hồ này rất hữu dụng. Người bán hàng trả lời, thời gian đã 7 năm, bà ấy nên đeo một chiếc đồng hồ đắt giá. Khi mặc cả, ông Thomas đã chỉ ra chiếc đồng hồ ông định mua không được đẹp. Người bán hàng nói, tôi chưa bao giờ thấy có chiếc đồng hồ nào được thiết kế giúp người dùng nhìn rõ giờ mà lại đẹp. Cuối cùng, họ quyết định giá của chiếc đồng hồ là 100 đồng. Việc giao dịch có thành công, phần lớn được quyết định bởi việc bạn đối diện với ý kiến phản đối như thế nào.
khéo léo ứng phó với ý kiến phản đối của đối phương, cuộc đàm phán sẽ thuận lợi và thành công. Vì thế, bạn nên nắm vững các kỹ năng sau. Trước khi đàm phán với khách hàng, hãy viết ra những ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm so với những sản phẩm cạnh tranh khác. Hãy ghi nhớ tất cả những gì bạn nghĩ đến, những khuyết điểm của sản phẩm mà khách hàng lựa chọn hoặc những chỗ phục vụ chưa chu đáo. Khi khách hàng đã nêu ý kiến phản đối, phải tìm hiểu câu hỏi trước khi trả lời. Giả sử ý kiến phản đối của khách hàng có thể giải quyết ngay, bạn phải lập tức chứng minh như vậy sẽ được đối phương công nhận. Sử dụng câu hỏi để trả lời cho đối phương. Muốn có được câu trả lời đúng, bạn có thể hỏi, có phải anh chị đang cân nhắc vì chi phí bảo dưỡng đắt? Câu trả lời của đối phương rất có thể là khẳng định. Do đó, đối phương không thích bảo dưỡng và miễn phí nhiên liệu đắt. Bạn nhân cơ hội như vậy thì sẽ giới thiệu về ưu điểm của sản phẩm bạn đang bán. Không nên đồng ý với ý kiến phản đối của khách hàng. Điều này sẽ tăng cường lập trường của đối phương nếu nhân viên bán xe hơi nói. Đúng thế, phí bảo dưỡng của dòng xe này rất cao, nhưng nói như vậy sẽ không có lợi. Nếu ý kiến phản đối của khách hàng khiến bạn cảm thấy khó trả lời, vậy bạn có thể trả lời bằng ngữ khí khả năng, sau đó hãy nêu những ưu điểm có lợi cho khách hàng. Ví dụ khách hàng cho rằng dòng xe hơi bạn bán có giá quá cao, thì bạn có thể trả lời, như vậy là anh đã chú ý tới loại xe này. Chỉ có điều vấn đề giá cả khiến anh chưa thể quyết định đúng không? Chiếc xe có tính năng tốt như thế này, động cơ lại rất khỏe và ổn định, mặc dù giá bán cao nhưng lại rất kinh tế. Ai cũng có thể có một chiếc xe, nhưng không phải ai cũng có một chiếc xe cao cấp như thế này. Rất nhiều nhân vật tầm cỡ thích loại xe này bởi họ biết đâu thực sự là hàng tốt. Có rất nhiều kỹ năng khi đàm phán, khi phản ứng trước ý kiến phản đối của khách hàng. Bạn cần phải nhớ bí quyết sau. Phải để khách hàng thấy bạn hiểu quan điểm của họ, đồng thời khéo léo trả lời ý kiến phản đối. Điều này không chỉ thể hiện bạn hiểu khách hàng mà còn khiến họ phải trả lời có với câu hỏi. Khi gặp ý kiến phản đối không thể phản bác, chúng ta nên tránh đối đầu với khách hàng. Khi gặp tình huống này, người bán hàng nên nhấn mạnh ưu điểm của dòng sản phẩm rất quan trọng với người mua, nhất là khi khách hàng có ý kiến về giá cả, tốt nhất nên giải quyết như vậy. Dùng ngôn ngữ chung chung, mơ hồ để che đi ý đồ thực sự. Đàm phán là quá trình cạnh tranh về kỹ năng, trí tuệ. Mọi người phải tiếp nhận nhiều cung bậc tình cảm. Cuộc đàm phán thường diễn ra rất phức tạp và biến đổi liên tục. Do đó, lời nói trong đàm phán nhất định phải chừng mực, che giấu suy nghĩ thật một cách thích hợp. Trong đàm phán, khi chúng ta không muốn nói về một vấn đề để đối phương biết ý đồ thực sự của mình, hoặc khi không tự tin nắm chắc vấn đề gì đó, hãy sử dụng cách nói nước đôi mơ hồ. Ví dụ, bình luận về một người hoặc một việc gì đó, sau khi nêu ra quan điểm, có thể thêm vào câu nói, tuy nhiên cũng có lúc. Cách làm này để tạo đường lui nếu có suy nghĩ không phù hợp với thực tế. Câu nói này tưởng như đơn giản, nhưng trên bàn đàm phán, nó lại có tác dụng rất lớn. Hầu hết các chính trị gia giỏi trong việc đàm phán, họ biết cách khéo léo đưa hai mặt của một vấn đề vào trong ngôn ngữ. Do vậy, chúng ta thường nghe thấy câu nói ngoại giao như thế này trên TV. Vấn đề này rất quan trọng, nên suy nghĩ thận trọng, chúng tôi sẽ tích cực nỗ lực vì nó. Đây chính là tác dụng của cách nói nước đôi mơ hồ. Trên thương trường cũng vậy. Trong khi đàm phán kinh doanh, có lúc để đạt hiệu quả hoặc vì lý do nào đó mà bạn không muốn thể hiện suy nghĩ thật cho người khác biết, lúc này bạn có thể làm mơ hồ hóa thông tin để đạt được hiệu quả đàm phán tốt đẹp. Vì vậy, trong đàm phán, chúng ta phải linh hoạt vận dụng kỹ năng ngôn ngữ chung chung mơ hồ. Đối phương muốn bạn thể hiện rõ thái độ, nhưng bạn chưa cho rằng là đúng lúc. Bạn có thể trả lời như sau. Có thể đợi sau khi tôi báo cáo tình hình cho cấp trên, tôi sẽ thông báo lại trong thời gian sớm nhất. Bề ngoài là sự đồng ý nhưng thực chất lại là phủ định. Mặc dù trong thời gian sớm nhất có thể mang lại cảm giác thoải mái, hài lòng cho người khác, nhưng thực tế khi thông báo lại, kết quả có thể là sự phản đối. Thăm dò đối phương, tìm hiểu tư tưởng tình cảm của đối thủ. Đối phương càng muốn biết thái độ của bạn thì bạn càng dùng cách nói mơ hồ để tìm hiểu suy nghĩ của họ, khiến họ bị tác động tâm lý, buộc phải nói lên suy nghĩ, từ đó bộc lộ ý đồ thực sự. Bảo vệ mình khỏi sự khống chế của đối phương. Bạn có thể dùng ngôn ngữ mơ hồ để đối phó, không cho đối phương khống chế mình. Thiết kế mới của một công ty thời trang vừa ra mắt rất được ưa chuộng, do đó công ty chuẩn bị mua vào một số lượng nguyên liệu lớn để sản xuất hàng loạt. Tin tức vừa truyền đi, ngay lập tức các nhà máy vải sợi trong và ngoài thành phố đã cử nhân viên tiếp thị tới đàm phán để việc hợp tác được tốt hơn. Công ty thời trang cũng cử nhân viên thu mua ra gặp gỡ đối tác. Trong quá trình đàm phán, chỉ tìm hiểu về tình hình các nhà máy cung cấp nguyên liệu, chứ tạm thời chưa ký hợp đồng, nên thường từ chối khéo bằng cách nói, tôi nhất định sẽ chuyển ý kiến của quý vị lên cấp trên.
Chỉ cần chất lượng đáng tin cậy, giá cả hợp lý, chúng tôi sẽ cân nhắc. Thông qua đàm phán, công ty thời trang sẽ chọn ra một nhà cung cấp nguyên liệu tốt nhất với chất lượng cao và giá cả phải chăng. Như vậy, công ty sẽ có sự lựa chọn và có không ít lợi nhuận. Từ chối ý kiến của đối phương, dùng ngôn ngữ chung chung, mơ hồ, thể hiện ý kiến bất đồng sẽ không khiến hai bên khó xử, lại có thể đạt được mục đích từ chối. Ví dụ, khi đối phương nêu ý kiến xong, bạn có thể nói như sau: có lẽ anh làm như vậy là đúng, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể ra quyết định cuối cùng. Hoặc có thể nói, về cơ bản chúng tôi đồng ý với ý kiến của anh, thế nhưng chúng tôi phải đại diện cho lợi ích của công ty, anh thấy có đúng không? Cách nói này đã khẳng định lại suy nghĩ của đối phương, không làm cản trở cuộc đàm phán, lại vừa phủ định được ý kiến của người đó, nhưng vẫn thể hiện thái độ chân thành, hợp tác và xây dựng. Hiệu quả này không đơn giản chỉ là từ chối những điều có thể đạt được. Can thiệp tư duy, thay đổi cách nhìn. Trong quá trình đàm phán, lợi dụng lúc đối phương thiếu chú ý hoặc tâm lý có phần chùng xuống, có thể sử dụng cách nói chung chung, mơ hồ để tạm thời chuyển sự chú ý của đối phương, tránh các vấn đề bất lợi hoặc dẫn dắt đối phương vào một câu trả lời cho câu hỏi được sắp đặt trước. Một công ty có quan hệ hợp tác với vài đơn vị cung cấp hàng hóa trong vùng. Một lần trong một cuộc đàm phán với một trong các nhà cung cấp đó, hai bên tranh luận rất lâu về vấn đề giá cả. Lúc này, người đàm phán của công ty đột nhiên nêu một câu hỏi, một vấn đề mới. Quý vị có thể đi mua lại hàng của một vài công xưởng gần đây, sau đó bán lại cho chúng tôi. Vậy có được không? Làm gì có chuyện đó? Tôi có nghe nói vậy, nên chúng tôi muốn chứng minh. Không thể nào, chuyện trong công xưởng của chúng tôi không thể không biết. Chúng tôi không tin quý vị lại làm như vậy. Hai bên cứ nói chuyện như thế, một bên tỏ ra bán tín bán nghi, một bên thì khẳng định không thể có chuyện như vậy. Đợi khi bên mua nói, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai bàn tiếp, vậy là cả hai phía đều không đạt được mục đích. Trong cuộc bàn tiếp theo, tâm lý nên bán tính vô trung đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, cách nói chung chung, mơ hồ còn có tác dụng tích cực trong việc thăm dò thông tin, kéo dài thời gian hoặc thoái thác trách nhiệm về sau. Nên chú ý khai thác trong đàm phán kinh tế, đồng thời việc vận dụng cách nói chung chung còn có thể giúp hai bên tạo đường lui trong một số vấn đề để cuộc đàm phán không bị rơi vào thế bế tắc. Ngôn ngữ quyết định thành bại. Đàm phán chính là căn cứ theo thực tế, vận dụng trí tuệ và ngôn ngữ để đạt được kết quả như mong muốn. Vì thế trong đàm phán không thể tránh việc phải nói chuyện, thể hiện nội dung quan điểm nào đó. Trong trường hợp này, kỹ năng nói chuyện là một nhân tố quan trọng. Một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa những người đàm phán. Lỗi lớn có thể làm hỏng sự thành công và không khí của cuộc đàm phán. Ngôn ngữ phải linh hoạt, mang tính sáng tạo, phải cố gắng chú ý sử dụng kỹ năng ngôn ngữ đàm phán. Vận dụng ngôn ngữ chính xác. Lợi ích chính là động lực đàm phán, hai bên thông qua đàm phán để thuyết phục đối phương chấp nhận quan điểm của mình và cuối cùng đạt được sự thống nhất có lợi cho cả hai bên. Do đó, đây là hoạt động quan trọng có liên quan tới lợi ích cá nhân và tập thể. Nó yêu cầu ngôn ngữ biểu đạt chính xác. Hai bên tham gia đàm phán phải thể hiện chính xác lập trường, quan điểm và yêu cầu của mình đối với đối phương, giúp đối phương hiểu rõ thái độ của mình. Nếu người đàm phán đưa thông tin không chính xác, đối phương sẽ không thể hiểu đúng thái độ của bạn. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới sự giao tiếp song phương, khiến cuộc đàm phán đi theo hướng phát triển không có lợi và người đàm phán không thể hài lòng với nhu cầu của mình. Nếu người đàm phán đưa ra thông tin sai, trong khi đối phương nhờ thông tin sai đó mà đạt được thống nhất, như vậy sẽ tạo ra sự tổn thất vô cùng to lớn. Trong đàm phán, vận dụng ngôn ngữ chính xác sẽ giúp tránh hiểu nhầm và những rắc rối không cần thiết. Ngoài ra còn giúp người đàm phán giành được quyền chủ động. Vận dụng ngôn ngữ nhắm đúng mục tiêu. Mỗi cuộc đàm phán có nội dung khác nhau, đối tượng đàm phán mà chúng ta phải đối diện cũng không giống nhau. Muốn đạt được thành công, người tham gia đàm phán phải tôn trọng nguyên tắc nhắm đúng mục tiêu. Khi gặp những đối tượng đàm phán khác nhau, việc vận dụng ngôn ngữ cũng phải khác. Do giới tính, tuổi tác, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, tính cách, sở thích của các đối tượng đàm phán không giống nhau, nên khả năng tiếp nhận ngôn ngữ và thói quen sử dụng cách thức đàm phán cũng khác nhau. Nam giới thích vận dụng ngôn ngữ lý tính, còn nữ giới lại thiên về tình cảm. Người thẳng tính thì thích nói thẳng, nói thật. Do đó, trong công việc thì họ vòng vo rào trước, rào sau không có hiệu quả với họ. Còn người có tính cách hướng nội thì tương đối nhạy cảm. Khi trò chuyện, họ thích nghe những lời nhẹ nhàng, hoa mỹ. Trong khi đàm phán, không chú ý tới đặc điểm con người đối phương. Muốn gì nói nấy thì sẽ khó có được kết quả tốt và thậm chí còn làm ảnh hưởng tới tiến trình thuận lợi của cuộc đàm phán. Ngoài đặc điểm cá nhân, người đàm phán còn phải cân nhắc tới sự ảnh hưởng của việc ứng dụng ngôn ngữ.
Khi đàm phán với người ngoại quốc phải chú ý ngôn ngữ, nên nhắm đúng mục tiêu, bối cảnh văn hóa khác nhau sẽ quyết định cách hiểu ngôn ngữ khác nhau. Do đó, trong khi đàm phán, phải chú ý tới khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của đối phương. Có câu nói nhập gia tùy tục, câu nói này muốn nhắc nhở chúng ta khi nói chuyện nhất định phải sử dụng ngôn ngữ thích hợp. Muốn nắm chắc nghệ thuật ngôn ngữ đàm phán thì nhất định phải coi trọng yếu tố ngôn ngữ. Khi đàm phán, nếu không chú ý tình hình thực tế, muốn gì nói nấy, thì ngôn ngữ sẽ không thể phát huy hiệu quả, thậm chí còn gây ra phản cảm, tác dụng xấu. Nếu phát hiện môi trường xung quanh không phù hợp với việc đàm phán, thì phải kịp thời thay đổi môi trường hoặc thay đổi kế hoạch để tránh thất bại. Những từ nên tránh. Trong đàm phán, sự lựa chọn ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Có một số từ chúng ta nên ít dùng hoặc là không nên dùng. Những từ ngữ có tính cực đoan, ví dụ nhất định là như thế. Tuyệt đối không phải vậy, cho dù suy nghĩ của mình là chính xác nhưng cũng không nên sử dụng những từ này. Những từ ngữ gay gắt, những từ ngữ này rất dễ gây ra tranh luận, tạo căng thẳng cho hai bên. Ví dụ giá 10.000 một xu cũng không bớt, không cần nói nữa, quyết định như vậy đi. Ngôn ngữ có ý can thiệp sự riêng tư của đối phương. Ví dụ tại sao các anh không đồng ý, có phải do cấp trên không gật đầu không? Phải đặc biệt chú ý điều này khi đàm phán với người nước ngoài. Ngôn ngữ làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Ví dụ, giá là như vậy, nếu không mua được thì nói rõ. Từ ngữ thúc giục đối phương. Ví dụ, hãy nghĩ nhanh lên, xin hãy trả lời ngay. Ngôn ngữ giận dỗi. Cách nói này thường mang lại hậu quả không tốt. Ví dụ, lần giao dịch trước anh đã kiếm được 50.000, lần này không thể rẻ hơn sao? Ngôn ngữ lặp lại. Ví dụ, tôi còn muốn nói. Giống như tôi nói lúc nãy. Nhiều người có thói quen lặp lại lời nói, sử dụng một cách nói khi mở đầu mỗi câu chuyện. Điều này không có lợi trong đàm phán, cần phải khắc phục. Ngôn ngữ lấy mình làm trung tâm. Sử dụng quá nhiều ngôn ngữ kiểu này sẽ gây ra phản cảm và không đạt hiệu quả thuyết phục. Ví dụ suy nghĩ của tôi là, tôi mà là chị trong tình huống cần thiết, nên cố gắng biến tôi thành bạn, anh chị. Chỉ khác nhau một chữ nhưng hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Ngôn ngữ có tính đe dọa. Ví dụ, anh làm vậy thì sẽ đi vào ngõ cụt. Xin chị hãy suy nghĩ cẩn thận về hậu quả của chuyện này. Ngôn ngữ nước đôi. Ví dụ, có thể là, có vẻ như vậy, hình như, nghe nói, dường như. Chú ý cách thức nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, một số vấn đề chi tiết như cách ngắt nghỉ, trọng âm, nhấn mạnh, tốc độ nói thường dễ bị mọi người coi nhẹ. Nhưng chính những điều này lại ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của trò chuyện. Nếu người nói muốn nhấn mạnh vào một điểm trọng yếu nào đó, việc ngắt nghỉ đúng là rất hiệu quả. Thực tế đã chứng minh khi nói chuyện nên nghỉ 30 giây một lần. Thứ nhất, để tạo ấn tượng cho đối phương. Thứ hai là để đối phương có cơ hội trả lời câu hỏi hoặc đưa ra bình luận. Đương nhiên, sự lặp lại thích hợp cũng có thể làm tăng ấn tượng. Có lúc có thể tăng cường ngữ khí, lên cao giọng để nhấn mạnh hoặc thể hiện sự quyết tâm và tự tin của người nói. Làm như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn cho việc sử dụng hàng loạt tính từ. Trong đàm phán, phải chú ý xem đối phương có hiểu lời bạn nói và hiểu tầm quan trọng của lời nói hay không. Từ đó khống chế và điều chỉnh tốc độ nói. Khi giới thiệu nội dung trọng điểm đàm phán, tốc độ nói phải chậm rãi để người đối diện nghe rõ và ghi nhớ. Đồng thời cũng phải đặc biệt chú ý tới phản ứng của đối phương. Nếu đối phương cảm thấy nhàm chán, có thể là vì bạn diễn giải quá lâu về những vấn đề vốn đã dễ hiểu, nói quá nhiều hoặc nói những câu chứa nhiều ý nghĩa. Nếu đối phương tỏ ra không tập trung, có thể là do bạn nói quá nhanh, nên họ không theo kịp tư duy của bạn. Tóm lại, muốn đạt được hiệu quả trò chuyện tốt, cần phải chú ý cách thức nói. Một nhà đàm phán xuất sắc, luôn có sẵn kế hoạch, khéo léo sử dụng ngôn ngữ, vận dụng ngôn ngữ và trí tuệ trên bàn đàm phán để mang lại hiệu quả tốt nhất. Theo đuổi mục tiêu, đôi bên cùng có lợi. Đại đa số mọi người trước khi đàm phán đều cho rằng cuộc đàm phán thành công là khi mình giành được càng nhiều lợi ích. Thực tế, suy nghĩ và cách làm này đều rất phiến diện, thậm chí còn có hại. Cuộc đàm phán thành công nhất là cuộc đàm phán mà cả hai bên đều giành được kết quả như mong muốn. Một khi chỉ để lợi ích nhiều hay ít, chúng ta sẽ gây mất tình cảm. Nếu gặp đối phương là người coi trọng lợi ích lâu dài, thì những người coi trọng lợi ích trước mắt sẽ chỉ đạt được kết quả nhỏ hơn nhiều so với những gì họ có thể nhận được. Sở dĩ họ cho rằng mình nhận được nhiều lợi ích nhất là vì họ không nhìn thấy đường dài về sau, mà chỉ nhìn thấy điều trước mắt. Quan niệm càng nhiều lợi ích càng thành công thể hiện một tầm nhìn vô cùng hạn chế. Hội trưởng Hội đàm phán học của Mỹ, luật sư Gerald Nellember cho rằng đàm phán không phải là một cuộc đua, không yêu cầu phân thắng bại.
cũng không phải một cuộc chiến yêu cầu tiêu diệt đối phương, mà đàm phán là sự hợp tác, mục đích của nó là đôi bên cùng có lợi. Trong xã hội hiện đại, mô hình đàm phán truyền thống đã không còn phù hợp nữa, phải vận dụng quan điểm đàm phán mới. Quan điểm này cho rằng trong đàm phán, mỗi bên đều có lợi ích của mình, nhưng trọng điểm lợi ích của các bên không hoàn toàn đối lập. Đây mới là hiệu quả thực sự của đàm phán. Trong một cuộc đàm phán mua bán hàng hóa, bên bán quan tâm tới việc thu lợi bao nhiêu, trong khi bên mua quan tâm liệu hàng hóa có đảm bảo chất lượng hay không. Vì thế, một nguyên tắc quan trọng khi đàm phán chính là thỏa thuận lợi ích song phương, đưa ra lựa chọn cùng có lợi. Sau đây là một ví dụ nổi tiếng về đàm phán thành công thông qua thỏa thuận hai bên cùng có lợi. Năm 1967, sau cuộc chiến tranh 6 ngày, Israel chiếm được bán đảo Sinai của Ai Cập. Khi Ai Cập và Israel ngồi lại đàm phán hòa bình vào năm 1978, lập trường của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Israel kiên quyết giữ lại một phần bán đảo Sinai, trong khi Ai Cập muốn giành lại toàn bộ bán đảo. Đầu tiên mọi người quyết định sẽ phân chia ranh giới trên bản đồ. Nhưng dù thảo luận như thế nào, thì cả hai bên Ai Cập và Israel đều không chấp nhận. Rõ ràng chỉ tập trung vào mục tiêu phân chia lãnh thổ thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Vậy còn cách phân chia lợi ích nào khác hay không? Lợi ích của Israel nằm ở an ninh. Họ không muốn sau khi trả lại bán đảo Sinai, người Ai Cập có thể tự do vào Israel thông qua biên giới trên bán đảo này. Còn lợi ích của Ai Cập là giành lại chủ quyền. Từ xưa, Sinai chính là một phần lãnh thổ của Ai Cập. Sau thời gian đàm phán, thỏa thuận, cuối cùng là Sinai được trả lại hoàn toàn cho Ai Cập, nhưng yêu cầu phi quân sự đại bộ phận khu vực phải đảm bảo an ninh cho Israel. Người Ai Cập cũng không được phép đến gần Israel, ai cũng không thể phủ nhận. Thỏa thuận giữa Ai Cập và Israel là một phương án khiến cả hai bên đều hài lòng. Đây chính là kết quả đôi bên cùng có lợi. Trong một số tình huống nhất định, đàm phán có thành công hay không phụ thuộc vào việc có đưa ra được phương án có lợi cho cả đôi bên hay không. Để đạt được điều này, hai bên phải thảo luận tìm hiểu rõ mục đích lợi ích của mỗi bên để từ đó điều chỉnh cho hợp lý. Đương nhiên, chúng ta nên cân nhắc lợi ích của đối phương, không có nghĩa là chấp nhận sự thua thiệt. Ngược lại, nếu bạn không cân nhắc lợi ích của đối phương, không thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu với họ, thì bạn sẽ không thể khiến họ lắng nghe và thảo luận với ý kiến của mình. Từ đó, lợi ích của bạn cũng khó có thể thực hiện được. Cuộc đàm phán thành công yêu cầu của người đàm phán phải kiên trì, theo đuổi lợi ích. Phương án tốt nhất là đưa ra nhiều sự lựa chọn có lợi cho cả hai bên. Để làm được điều này, bạn phải thực hiện hai bước. Tìm kiếm lợi ích chung. Về lý thuyết, lợi ích chung có lợi cho việc đạt thỏa thuận giữa hai bên tham gia đàm phán. Cách này cũng chính là đề ra phương án làm hài lòng và có lợi cho cả đôi bên. Là một nhà đàm phán, hầu hết ai cũng phải tìm kiếm cách giải quyết, khiến cả hai bên vừa lòng. Bởi trong một số tình huống, mức độ hài lòng của bạn về kết quả đàm phán sẽ quyết định mức độ hài lòng của đối phương. Về việc tìm kiếm lợi ích chung, phải chú ý một số điểm sau. Mỗi cuộc đàm phán đều đại diện cho lợi ích chung của các bên. Người đàm phán phải cố gắng tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng có lợi. Lợi ích chung là cơ hội chứ không tự có. Người đàm phán phải tạo ra, sử dụng và nắm bắt cơ hội để thể hiện rõ ràng lợi ích chung đó. Trong quá trình tiếp xúc giữa hai bên, cố gắng nhấn mạnh những điểm tốt mà lợi ích chung mang lại, tránh những tranh luận không cần thiết, như vậy mới có thể khiến cuộc đàm phán diễn ra hòa bình, thuận lợi. Đưa ra nhiều phương án giải quyết. Muốn giành được thành công, hai bên tham gia đàm phán phải cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái nhất, đưa ra nhiều ý kiến để cùng nhau lựa chọn, có thể thông qua các cách sau. Nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, ví dụ chúng ta đang thực hiện một cuộc đàm phán giao dịch. Có thể nhìn từ góc độ của người làm ngân hàng, nhà phát minh, nhà đầu tư bất động sản, nhà kinh tế, chuyên gia thuế hoặc nhân viên nhà nước để phân tích vấn đề, suy nghĩ xem họ sẽ làm gì và đưa ra những giải pháp khả thi. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều sự lựa chọn để giải quyết vấn đề. Đưa ra các giả thiết thỏa thuận khác nhau. Trong quá trình đàm phán, khi không thể đạt được kết quả như mong đợi, bạn không nên dễ dàng từ bỏ. Trong điều kiện không tổn hại lợi ích kinh tế, tốt nhất nên vận dụng ngôn ngữ mềm mỏng, đưa ra các khả năng thỏa thuận. Trong đàm phán, mục đích cuối cùng của các bên là hợp tác với nhau để cùng đạt được lợi ích kinh tế. Kỹ năng thường dùng khi đàm phán. Muốn đạt được kết quả tốt nhất trong đàm phán, bạn cần phải nắm được kỹ năng đàm phán, đồng thời linh hoạt vận dụng các kỹ năng này. Sau đây là một số kỹ năng thường dùng khi đàm phán. Kỹ năng bổ trợ trong đàm phán. Có người nói kỹ năng đàm phán chính là kỹ năng ngôn ngữ. Mặc dù khéo ăn nói sẽ giúp đàm phán thành công, nhưng điều đó là chưa đủ. Còn cần một số kỹ năng bổ trợ ngôn ngữ khác, như kỹ năng phát ngôn cứng rắn,
Trong một số tình huống, khi cần thiết có thể lên cao giọng. Cách làm này không chỉ khiến đối phương phải hạ giọng, mà còn thể hiện sự quyết tâm của bạn. Để đường lui cho mình, nêu yêu cầu cao hơn một chút so với mục tiêu dự định để tạo con đường thỏa hiệp, phải nhớ rằng nếu đặt mục tiêu cao, bạn sẽ giành được nhiều thành quả. Nói nhỏ đúng lúc, khi nhượng bộ trong đàm phán, nhượng bộ phải chậm, lời nói phải tỏ ra miễn cưỡng. Một bước nhượng bộ nhỏ sẽ mang lại lợi ích lớn trong thỏa thuận. Không nên coi những điều nhỏ nhặt. Đối thủ biết về mình càng ít càng tốt, trong khi đó bạn phải làm gì để hiểu đối phương, phải biết người ta như thế nào thì chúng ta mới giành được chiến thắng. Vận dụng sức mạnh, cho dù đối phương cho rằng thứ họ cung cấp là độc quyền, nhưng bạn cũng phải nói cho họ biết rằng bạn có sự lựa chọn khác. Hãy để người đàm phán biết rằng bạn có thể hoặc không mua hoặc cũng không sao. Hãy đưa ra sự lựa chọn bằng cách tạo ra môi trường cạnh tranh. Tạm ngừng đúng lúc. Nếu cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, hãy mạnh dạn tạm ngừng. Hãy nói bạn cần thảo luận thêm với cấp trên. Tạm ngừng sẽ cho đối phương cơ hội nghi ngờ hoặc suy nghĩ lại, đồng thời khôi phục thế chủ động của bạn trong đàm phán. Cách đánh cận thành. Hãy uy hiếp để xem đối phương phản ứng như thế nào. Cách làm này có phần mạo hiểm nhưng cũng có thể rất hữu dụng, khiến đối phương chấp nhận thay đổi hợp đồng hoặc bàn bạc lại. Vận dụng chiến lược dự đoán. Ví dụ nói, tôi thực sự thích sản phẩm của anh, cũng thực sự có nhu cầu nhưng đáng tiếc tôi không có khả năng chi trả. Cách mặc cả gián tiếp này sẽ khiến cho đối phương đề nghị nhượng bộ. Kiên nhẫn, đừng hy vọng đối phương chấp nhận suy nghĩ của bạn ngay. Phải kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng có thể đối phương sẽ tiếp nhận ý kiến của bạn. Để đường lui cho đối phương, hãy để mặc đối phương và chừa đường lui cho họ. Một cuộc đàm phán được coi là thành công là khi cả hai bên đều vui vẻ rời khỏi bàn. Quy tắc cơ bản của đàm phán là không có bất cứ nào tổn hại, hai bên đều là người chiến thắng. Xây dựng lòng tin. Đây là tiền đề của đàm phán thành công. Khi bắt đầu đàm phán, nếu bạn thể hiện sự thấu hiểu, thể hiện nguyện vọng muốn cùng đối phương tìm cách giải quyết, đôi bên cùng có lợi, thì bạn sẽ giành được niềm tin. Khi đối phương tin tưởng bạn thì sẽ tin tưởng sự phân tích của bạn, tin tưởng phương án giải quyết bạn đưa ra, thậm chí còn cảm thấy bạn đang suy nghĩ cho người đó. Không phân tán và cô lập mình. Khi có tới vài người cùng tham gia đàm phán, tất cả phải đoàn kết một lòng, phấn đấu vì cùng mục tiêu, một phương pháp, một con đường. Nếu cuộc đàm phán không có kết quả tốt, hãy thuyết phục người khác giúp đỡ bạn, cùng đưa ra kế hoạch và đối sách. Đàm phán với thái độ khách quan. Khi đàm phán về những điều có liên quan đến bản thân, bạn dễ dàng rơi vào trạng thái căng thẳng và áp lực. Còn khi đàm phán hộ người khác, bạn luôn giữ được trạng thái ung dung, thoải mái, khách quan và luôn thuận lợi đạt mục tiêu. Chính vì thế, hãy đàm phán với thái độ khách quan để dễ đi đến sự thống nhất. Không làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Trong đàm phán, giữ thể diện và lòng tự tôn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra, khi đàm phán, nếu một bên cảm thấy bị mất mặt, thì cho dù là giao dịch dễ nhất cũng sẽ dễ để lại hậu quả không tốt. Khi lòng tự tôn của một người bị đe dọa, người đó sẽ cố gắng bảo vệ mình và giữ thái độ đề phòng với mọi thứ xung quanh. Lúc này, việc giao tiếp, tiếp xúc với người đó là rất khó khăn. Trong nhiều tình huống, không thận trọng trong ngôn ngữ chính là nguyên nhân gây mất thể diện và làm tổn thương lòng tự tôn. Do đó, khi tham gia đàm phán, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc phân biệt con người và vấn đề. Với vấn đề thì cứng rắn, còn với con người thì mềm mỏng. Hãy chú ý khéo léo vận dụng ngôn ngữ để mang lại hiệu quả tốt nhất. Đặt câu hỏi có chọn lọc. Một con chiên nói với cha xứ: "Con có thể hút thuốc trong lúc cầu nguyện không?" Lời đề nghị của anh ta đã bị cha xứ phản đối. Một con chiên khác lại hỏi cha xứ: "Con có thể cầu nguyện trong lúc hút thuốc không?" Lời đề nghị này đã được cho phép. Nội dung, mục đích hỏi của hai con chiên này hoàn toàn giống nhau, chỉ là cách biểu đạt ngôn ngữ khác nhau, nên kết quả cũng trái ngược nhau. Từ đó có thể thấy sử dụng ngôn ngữ khéo léo mới có thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Kỹ năng từ chối khi đàm phán. Từ chối trong đàm phán là kỹ năng và cũng là nghệ thuật. Khi từ chối không nên tỏ thái độ cứng rắn, ngược lại phải lựa chọn ngôn ngữ thích hợp, cách thức thích hợp, thời cơ thích hợp để tạo đường lui. Điều này yêu cầu bạn phải coi việc từ chối là một môn học và nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng. Phương pháp nêu câu hỏi. Phương pháp nêu câu hỏi được sử dụng khi gặp yêu cầu quá đáng từ đối phương. Loạt câu hỏi này sẽ khiến đối phương hiểu rõ bạn không phải là người dễ bị bắt nạt. Cho dù đối phương có câu trả lời hay không, có thừa nhận hay không, thì loạt câu hỏi đó cũng đã chứng tỏ yêu cầu của họ là không thỏa đáng.
trong cuộc đàm phán giao dịch máy nông nghiệp giữa Trung Quốc và một công ty của Nhật Bản. Do phía Nhật Bản đưa ra mức giá quá cao, nên phía Trung Quốc đã khéo léo sử dụng phương pháp nêu câu hỏi để từ chối. Phía Trung Quốc đã liên tiếp nêu ra 4 câu hỏi. Không biết ở Nhật Bản có tổng cộng bao nhiêu công ty sản xuất sản phẩm này? Tại sao giá thành sản phẩm của quý công ty lại cao hơn giá sản phẩm cùng loại của công ty khác tại Nhật? Không biết trên thế giới có tổng cộng bao nhiêu công ty sản xuất sản phẩm này? Không biết tại sao giá thành sản phẩm của quý công ty lại cao hơn các sản phẩm cùng loại của những công ty khác trên thế giới? Những câu hỏi này đã khiến đại diện phía công ty của Nhật Bản rất ngạc nhiên. Họ đã không trả lời. Cũng không có cách nào để trả lời. Tự hiểu là giá mình đưa ra là quá cao. Cuối cùng, phía Nhật Bản đã quyết định sẽ giảm giá. Việc vận dụng phương pháp nêu câu hỏi chính là một cách hiệu quả để từ chối khi đàm phán, nhất là đàm phán kinh tế. Phương pháp viện lý do. Các nhà máy xí nghiệp hiện đại không hoạt động đơn độc. Sự sinh tồn của nhà máy có quan hệ mật thiết với thế giới bên ngoài. Trong đàm phán cũng như trong công việc, có lúc sẽ gặp những yêu cầu không thể đáp ứng. Nếu bạn từ chối thẳng thừng thì rất có thể nhà máy xí nghiệp của bạn sẽ gặp rắc rối. Đối phó với tình hình này, cách tốt nhất là viện lý do để hợp lý từ chối. Sản phẩm của một nhà máy nọ tiêu thụ rất tốt. Có một người tới gặp giám đốc bán hàng, yêu cầu được mua một số lượng hàng hóa với giá gốc. Giám đốc bán hàng thấy như thế, đã đến giờ ăn trưa, bèn linh hoạt mời người khách đó đi ăn. Vừa ăn, ông vừa nói với khách, anh cần số lượng hàng lớn với giá thành thấp. Điều này vượt quá quyền hạn của tôi, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mức. Chúng ta hãy ăn cơm trưa trước đã. Sau bữa ăn, giám đốc bán hàng nói với khách, điều kiện của anh cần tổng giám đốc của chúng tôi phê duyệt. Nhưng ông ấy lại vừa đi họp ở trong Nam, anh cứ về đi, 2 ngày nữa chúng tôi sẽ liên lạc. Người khách bị từ chối một cách nhẹ nhàng, không có lý do gì nữa, nên nhanh chóng ra về. 2 ngày sau, người đó gọi điện đến hỏi. Giám đốc bán hàng cho biết đã báo cáo lên tổng giám đốc. Tổng giám đốc trả lời, chuyện lớn thế phải để chủ tịch giải quyết. Giám đốc bán hàng lại yêu cầu khách hàng chờ thêm 2 tuần nữa. Khách hàng thấy rắc rối nên cũng muốn bỏ cuộc, do đó không gọi điện đến hỏi kết quả nữa. Giám đốc bán hàng đã khéo léo chuyển sự chú ý của khách hàng từ mình sang tổng giám đốc. Đây là một cách từ chối rất khéo léo. Phương pháp bù đắp. Phương pháp bù đắp chính là song song với việc từ chối, có thể đưa ra sự bù đắp nào đó. Bù đắp ở đây không phải bằng vật chất, mà là bù đắp bằng các yếu tố tinh thần hoặc cung cấp thông tin. Ví dụ, khi bạn từ chối yêu cầu của một người bạn, hãy nói thêm rằng sau này bạn và người đó vẫn là bạn tốt. Phương pháp điều kiện. Việc từ chối ai đó thường khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Do đó, trước khi từ chối, nên đưa ra một số điều kiện và yêu cầu đối phương đáp ứng. Ví dụ, nếu đối phương đáp ứng những điều kiện bạn đưa ra, thì bạn cũng đáp ứng yêu cầu của họ và ngược lại. Phương pháp điều kiện thường được các nhân viên tín dụng nước ngoài dùng để từ chối khách hàng không đủ điều kiện mở tài khoản. Đây cũng chính là một cách từ chối tạo đường lui. Phương pháp không nói lý do. Ngoại trưởng Liên Xô cũ là một chuyên gia đàm phán. Khi đối diện với các đối thủ, bí quyết của ông là không nói rõ bất cứ lý do nào. Chỉ nói một từ không. Với phương pháp nói không, không có lý do, ông đã chiến thắng mọi đối thủ trong các cuộc đàm phán. Đây cũng chính là một trong những bí quyết quan trọng tạo nên sự thành công của ông. Phương pháp hài hước. Trong đàm phán, có lúc bạn sẽ phải gặp đối phương khó từ chối hoặc những đối phương kiên quyết không hạ thấp yêu cầu, điều kiện. Khi đó, bạn không nên trực tiếp từ chối, mà nên từ từ tiếp nhận. Sau đó, căn cứ vào yêu cầu và điều kiện của đối phương mà đưa ra kết luận không thực tế hoặc phủ định. Phương pháp này luôn mang lại hiệu quả tạo sự hài hước. Có một thời kỳ, Liên Xô cũ và Na Uy đàm phán về việc mua cá trích của Na Uy. Trong quá trình đàm phán, đại diện phía Na Uy đã đưa ra mức giá quá cao, mặc dù hai phía đã thảo luận rất nhiều. Nhưng phía Na Uy vẫn không chịu nhượng bộ. Cuộc đàm phán kéo dài nhiều vòng. Đại diện đàm phán cũng đã thay đổi nhưng vẫn không có kết quả. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Liên Xô cũ đã giao toàn quyền giao dịch cho Kolotai. Việc Na Uy ra giá quá cao, trong khi Liên Xô đề nghị mức giá thấp, khiến cuộc đàm phán gần như rơi vào bế tắc. Nhưng người Na Uy không để ý tới điều đó. Vì dù thế nào thì dân Nga vẫn phải ăn cá và vẫn phải mua hàng của họ. Lúc này, Kolotai nói với đại diện phía Na Uy, vậy được, tôi đồng ý với mức giá của các ông. Nếu chính phủ nước tôi không đồng ý, tôi sẽ dùng tiền lương của mình để trả. Tuy nhiên, do tiền lương của tôi có hạn nên phải trả góp, sợ rằng trả hết đời mới xong. Hai bên đều bật cười. Cuối cùng, phía Na Uy cũng đồng ý với mức giá do Liên Xô đề xuất. Chính sự hài hước của Kolotai đã giúp bà hoàn thành nhiệm vụ mà trước đó rất nhiều người đã không làm nổi.
Phần 3 của cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở phần 4, cũng là phần kết thúc của cuốn sách này.